Sao vậy? Hả? Chà, năm nay mày về Việt Nam ăn Tết vui dữ ha. Hả? Mày có đi chợ Hoa Nguyễn Huệ không? Gì? Chợ Hoa Nguyễn Huệ giờ rồi hả? Thôi chết, vậy mày đón giao thừa đâu? Hả? Trong khách sạn. Ê, vậy có dưa hấu với bưởi với chân giò đầy đủ không? Không, 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 ý là hỏi là có trái cây đầy đủ không đó. Có hả? Ờ. Gì? Sợ mày vừa phải thôi mày. Ăn hột dưa sao khoanh ta lại ăn được? Hả? Có mấy em ngồi chung quanh hả? Hột dưa mới vừa đem ra mấy em cắn từ hột đưa vô miệng mày hả? Đã nha. Ờ, quên nữa, mày có ghé thăm má tao không mày? Bây giờ khỏe không? Ê, mày thấy cái nhà tao xây lên 5 tầng lầu cho má tao đẹp không? Tao gửi tiền về cho má tao á. Ờ. Còn mày nữa, tao nói mày thôi nha, vừa phải thôi nha. Mày quen người nào có người thôi chứ mày đi có tuần lễ mà gái gọi kiếm mày quá chừng trời á. Ờ. Anh Thành ơi, anh Thành. Ý, có nhỏ nào kiếm mày nữa kìa. Ê, con nhỏ này nó không có trẻ nha. Nó sồn sồn rồi đó. Tuổi có bước vào tuổi chiều tím rồi đó. Hả, gì tiếng giống. Để tao ra tao coi làm sao, tới nhà trước cửa nhà rồi, để tao vô coi làm sao. Nhãn khóa vô đi chị ơi. Lát nhớ gọi về nha. Nhớ. Surprise anh Thành. Ủa gì vậy? Ủa, chết cha. Trời ơi, em tưởng anh là anh Thành, sao mặc quần áo giống anh Thành người yêu của em quá vậy? Trời đất ơi, chị surprise hồi tôi muốn sụp hầm luôn á. Dạ. Anh Thành đó. Em biết rồi, tại em surprise. Anh đi vắng rồi phải không? Em đợi được không có sao hết. Nhưng mà có chuyện này quan trọng hơn anh chỉ giúp em được không anh? Chuyện gì? Dạ. Nói đi tôi chỉ chưa? Em ngại, em không. Nói đi tôi chỉ cho, chuyện gì quan trọng cái máy tôi chỉ cho. Chỉ giùm em ha. Ờ. Ơi, nhà anh cái restroom nằm đâu nãy giờ em mắc quá anh ơi. Trời em đi xe bus sao trời em ôm cái cành đào em không dám đi đâu hết trơn á. Trời đất ơi, trong kia kìa bà. Ôi cảm ơn anh giữ giùm em cành đào anh ơi. Ê. Giữ giùm cái vỏ này luôn anh ơi. Gì vậy? Dạ, cảm ơn anh. Đây phải không anh? Ê, ê, ê. Dạ. Cái đó ra sân vườn. Restroom trong này nè bà. Anh đừng la lớn anh ơi. Cái tim em nó thoát là em hô lại không được là chết á. Đâu đâu anh, đâu anh? Trong kia kìa. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi. Trời ơi đâu vậy trời? Trời đất ơi, cuộc đời tôi sợ nhất đào mà bây giờ ôm đào nữa. Trời, khổ quá. Tự nhiên luôn đâu. Ôi dạ, cảm ơn anh. Cái mặt anh dễ thương ghê đó. Em nặng nề, cái em vô em gặp cái mặt anh cái em nhẹ ra rồi. Dạ, dạ em cảm ơn cho anh xin lại cành đào. Dạ, trời ơi, dữ nó dữ lắm á. Anh ơi. Gì? Anh có cái gì dài dài cho em mượn nhát này vô được không anh? Vậy? Gì vậy vậy? Cái bình bông dài dài em nhét đào vô. Trời đất ơi, bình bông đó, bình bông các bạn. Dạ. Ghê. Có phải không anh? Trời ơi. Anh ơi mà anh Thành mới đi hay đi lâu rồi anh? Đi lâu rồi đây nè. Dạ, nè. Dạ. Được chưa? Được chưa đó, anh coi này nha. Đó, thấy chưa? Anh thấy không? Em mang mùa xuân tới, anh thấy chưa? Nhà anh Thành xong có chuẩn bị Tết nhất gì hết trơn à. Mai mốt nhớ đem cái cây khác nha. Ủa sao vậy? Cây mai hay là cây hồng gì đó, đừng cây đào nha. Trời ơi, cây này vừa hồng vừa đào, hồng đào mà anh không thích rồi anh. Trời ơi, tôi ám ảnh cái chữ này lắm rồi. Được rồi, ơi, được dạ. Rồi. Quên nữa anh ơi, nha, em xin lỗi nữa. Nãy giờ em giới thiệu tên em chưa? Nãy giờ bà vô bà ào ào bà giới thiệu nào đâu. Dạ, em xin giới thiệu với anh. Em tên là Duyên. Tên Duyên? Dạ. Thiệt chi, bởi vì người ta nói đúng lắm. Sao? Thường thường tên với người nó khác nhau lắm. Vậy nó khác nhau. Thí dụ như ai mà tên Bạch Tuyết á, dạ. Cái ngoài cái đeo thù lùi mà ai mà tên anh Dũng á, hùng tráng lắm không? Dạ. Cái ngoài cái cẩm chuột, cái ý con chuột. Là ai mà tên Hiền á, trời đất ơi dữ như quỷ vậy. Đúng rồi, anh nói em mới nhớ đó. Anh biết không, em có ông bạn đó, ông tên Quang Minh mà chuyên môn làm chuyện mờ ám không mọi người. Đừng chơi quê nha. Sao? Cái này tôi tên Long nha. Hả? Long nha. Anh Long hả? Ờ. Tên với người không hợp. Vậy chắc anh trụi lưỡi hả? Ê! Tại nó anh Long. Bậy. Hả? Không. Long này Long có O. L. Không có O. L-O-N-G. Ồ, là Long. Là L-O-N-G là Lo. Anh. Cái gì? Không lẽ anh ngắn ngủn hả? Mì. Thì tại vì tên với người không hợp. Cái bà này đúng là tên Duyên à. Không phải, ý tôi nói Long mới là con rồng á. Con rồng. Ít nhất anh phải nói như vậy đúng không đó. Có nghĩa là Long là rồng, rồng là một con rồng bự dài bay trên bầu trời.
Gì vậy? Trời ơi, nếu mà anh tin lông là rồng là chắc ở ngoài anh nhỏ như con sâu phải không anh? Bậy. Đừng nha, này thu trường hợp tôi khác nha. À sao? Tên với người sao nó vậy đó, khác nha. Tên với người y chang hả? Thì em cũng vậy, tên với người em là y chang nhau, em có duyên lắm anh ơi. Bà có duyên lắm. Dạ. Mà làm gì vậy? Dạ, em làm hãng anh. 30 năm trời em làm có một hãng à? Không phải. Hả? Tôi hỏi mày làm gì tự nhiên tới nhà cái bà em tùm lum la nguyên vỏ đồ vậy? Trời ơi, đây là đào, còn đây là trái cây của em. Trái cây. Anh biết không, em xin phép má em dữ lắm á. Má em mới cho phép hôm nay em lên đón giao thừa với anh Thành người yêu của em nè. Trời đất ơi, từng tuổi này đi chơi còn xin má. Cỡ này đi 3 ngày 3 đêm vẫn còn nguyên mà đi xin má. Anh nói sao vậy anh? Vậy? Trời đất ơi, má coi như là 80 tuổi vẫn lo cho con gái 50 tuổi được vậy anh. Ủa vậy hả? Dạ, anh biết không đây nè. Đó. Nhưng mà tôi quên. Dạ. Tôi quên nói chuyện à. Em mang trái cây để em đón giao thừa với anh Thành. Nhưng mà anh Thành không có nhà. Hả? Em biết ảnh bận rộn, anh hay đi vắng lắm rồi, không sao em đợi được. Không vì không. Vì chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc mà anh đợi được. Không, nhưng mà bây giờ nó bơi về Việt Nam rồi. Không sao, bơi Việt Nam em đợi cũng. Hả? Cô đang ở Việt Nam á. Cái gì? Nó không nói chị hả? Thiệt, tôi ở Việt Nam á. Anh giỡn có duyên ghê rồi đó anh. Sao Lâm? Duyên? Dạ em nói thiệt anh á. Em nói anh nghe làm sao mà anh về Việt Nam được. Mới tuần trước anh gọi phone cho em anh khóc đây nè. Không sao. Anh nói là trời ơi cái đêm giao thừa nào anh cũng cô đơn hết á. Nhất là đêm giao thừa năm nay nè. Thế nào anh cũng cô đơn ăn mì gói chan nước mắt. Anh nói với em vậy mà. Trời ơi nhưng mà năm nay nó phải ăn mì gói chan nước mắt. Mở đang ở Việt Nam nó ăn phở gặm xíu quách. Hả? Thiệt. Trời ơi, anh này sao kỳ quá vậy. Ăn phở thì kêu em lên em nấu cho chứ cần gì phải về Việt Nam ăn phở làm chi. Trời ơi phở đây, phở gói không về Việt Nam ăn phở tươi không sướng hả? Vậy là sao? Nhưng anh mà nó về Việt Nam mà nó nghe nè, má nó bệnh nặng. Hả? Má nó bệnh nặng tôi quên nữa. Trời, sao nãy giờ anh không nói em nghe. Ừ. Má nữa anh nữa. Thôi vậy? Công nhận anh vợ diễu rồi vô duyên ghê đó. Thôi duyên. Má bệnh nặng hồi nào ảnh nói với em là ảnh mồ côi mẹ từ nhỏ. Ủa đó, tại vì mồ côi mẹ từ nhỏ cho nên lúc nào anh cũng thiếu hơi ấm của phụ nữ đó. Trời ơi thằng này, tôi cũng thiếu hơi ấm phụ nữ vậy. Ha, nhưng mà không phải, nó chưa nói hết. Nên sao? Má này là má hai. Hả? Má má hai. Ba nó có nhiều vợ lắm. Ờ. Cho nên thằng này nó có nhiều má lắm. Vậy à? Cho nên năm nào nó cũng về Việt Nam lo cho mấy má bên Việt Nam đó. Trời ơi, tội nghiệp quá. Cái chuyện này sao anh không nói em nghe, tội ghê vậy đó. Tội lắm. Nhưng mà đi bất thình lình này mà không nhắn cho em một tiếng nào là chắc là trời má hai anh bệnh nặng lắm. Bệnh gì vậy anh? Hả? Hả? Có nan y không? Có trị được không? Có cứu được anh? Bệnh gì? Ung thư nách. Ung thư nách. Gì vậy? Trời anh ơi, cái bệnh này sao em mới nghe lần đầu anh ơi. Đúng rồi, bây giờ quá chất nhiều quá nó dường bệnh nó kỳ lắm. À. Hình như mấy má nó bệnh mặc đồ thiếu giải không à. Sao? Mặc tục áo sát đất không à. À. Đó rồi, coi đi xe gắn máy nhiều quá nó gió lùa nó vô nó ung thư nách. Trời vậy đó hai vậy nguy hiểm vậy đó hai. Nguy hiểm lắm. Trời tội nghiệp coi như là. Tội lắm. Má bị ung thư nách. À. Anh coi đó thấy không đó, Tết nhất nè, bà con vui vẻ đón Tết mà anh phải chui đầu vô nhà thương tội. Bởi nghiệp vậy, ghê. Tội lắm. Thôi được rồi, tôi đem gọi về Việt Nam hỏi thăm ảnh. Ủa, chị có số điện thoại đó hả? Có anh. Ủa, sao chị có? Tại vì mấy đợt trước đó, anh về Việt Nam đó, mà tội nghiệp lắm. Anh về chừng 2 tuần cái anh bị rớt cái bóp à. Trời đất ơi. Thế là anh hết tiền, anh gọi qua rồi em gửi tiền về. Đó, cho nên là em có cái số phone nữa bên Việt Nam nè. Trời đất ơi, dạ, gặp sư tổ rồi trời. Để em gọi với hắn coi. Gọi. Để coi cái số nào nè. Ờ rồi rồi rồi, có đây rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau. Trời ơi anh ơi, trời ơi anh ơi, như vậy là trời ơi không có liên lạc được anh chắc ơi. Chắc bận nhiều quá đừng gọi nữa. Hả? Bận hả? Đừng gọi, tốn tiền lắm, gọi chữ Nam tốn tiền đừng được, gọi. Thôi để em gọi lại lần nữa anh thôi, ơi. Thôi tốn tiền. Không có này Viber free không sao hết á. Để em gọi nữa coi. Trời ơi tội nghiệp quá vậy hả? Đã nói rồi, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng. Hả? Xin vui lòng gọi lại sau nhé. Hả? Ủa cái gì kỳ vậy anh? Nó bận rồi. Trời ơi sao vậy? Thôi 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 đừng nghe nè. Em nói anh nghe nè, không mới tại vì em dù sao cũng sắp là dâu con rồi, em phải gọi về, em hứa với anh em gọi một lần nữa thôi. Bất quá tam em gọi lần nữa coi làm sao. Em sốt ruột quá anh ơi, trời ơi là anh Thành ơi, anh Thành ơi, anh ở đâu rồi anh Thành ơi? Gọi 2 lần mà vẫn còn ngoài vùng phủ sóng, có nghĩa là đang trên giường phủ mền. Hả? Xin quý khách biến đi cho thoáng. À, cái gì vậy anh? Cái phone gì kỳ vậy? Cái này là smartphone. Hả? Smartphone là điện thoại thông minh á. Làm sao? Nó feel được là người ta đang bận rộn và chỉ gọi hoài nó ghét. Ồ vậy hả? Đừng có gọi nữa. Nhưng mà sao mà cái phone này cái gì cái đâu mà phủ mền không biết làm sao anh? Không tội nghiệp lắm. Má nó đang bệnh á. Cái nó thấy tội nghiệp quá, cái má nó lạnh á, nó phủ mền cho má nó. Trời ơi trời ơi. Đừng gọi nữa. Ơi.
Trời ơi, giờ sao anh tính sao đó, anh thấy không, coi như là em xin phép má em đó, rồi má em coi như ở nhà nó đón giao thừa một mình, em lên đây em đón giao thừa với người yêu của em. Người yêu của em bây giờ lại về coi như lo cho má ở Việt Nam bị hôi nách, không, bị ung thư nách. Trời ơi, bây giờ sao, bây giờ xe bus thì đâu có, nên mày về trên nhà thôi, bình tĩnh đi, em biết làm sao nên ba bình tĩnh, ngồi xuống đi. Hả? Ngồi nghe tôi nói nè, em ngồi hả? Thôi bây giờ cũng trễ rồi, trời ơi không mấy, bây giờ tối nay á chị ở lại đây ngủ đỡ đêm mai về. Thôi anh, gì làm dữ vậy? Thôi anh ơi, gì trời đất ơi, tự nhiên trong một căn nhà về rồi có một nam một nữ, rồi đêm tối rồi mới lỡ có chuyện gì xảy ra sao anh, em sợ lắm. Trời đất ơi, thôi đi bà, tôi với bà quen quá, có chuyện gì xảy ra, chuyện nào có hàng lạ còn xây vọng quen quá xảy ra gì. Anh nói gì quen lạ đây em không nghe. Ý tôi nói là tôi với chị á, quen quá, chị là bạn của thằng Thành, có gì đâu mà xảy ra sợ. Không được anh ơi, nhưng mà trời, anh Thành anh biết em ở đây như vậy nè, rồi đó ngồi với một đàn ông ở trong một đêm về, anh Thành anh buồn em sao. Trời đất ơi, thằng này nó cho bà uống cái gì mà bà mê nó dữ vậy trời. Đâu có uống gì đâu anh. Chứ làm gì mới vậy? Trời ơi, anh dễ thương lắm. Trời đất ơi, anh perfect với em. Trời ơi, 50 năm trời em mới gặp được người đàn ông trong đời của em đó. Ảnh là My Better Half á. Trời đất ơi, là một nửa đời của em đó. Trời đất ơi. Dạ, coi như soulmate của em đó, là bạn và tâm hồn luôn. Anh dễ thương lắm. Trời ơi, Thành anh hiểu em lắm. Anh thấy không, anh Thành này, anh đẹp trai này, anh cao ráo đúng không? Vậy mà bao nhiêu gái trẻ qua đời anh không rung động. Mà anh gặp em lớn tuổi vậy rồi mà anh rung động liền á. Trời đất ơi, nói vậy đó hả? Ừ, tại vì anh nói cái tuổi em hợp với cái nghề của ảnh. Là gì? Nghiên cứu đồ cổ. Trời ơi, nghiên cứu đồ cổ, trong giận bà tôi hay ghê. Nghiên cứu đồ cổ mà nó chơi đồ mới. Thì anh không có, đừng giỡn bậy bạ nè. Anh đừng nói xấu bạn sau lưng giờ không được, anh nói thiệt đó. Anh trời, coi như anh biết cái sắc đẹp của em lắm, thiệt anh tôn trọng. Ha, kỳ đêm mấy tháng trước đó, cái anh lên trên em, cái anh rủ em đi coi thi hoa hậu. Anh biết không, cái trong cuộc thi hoa hậu đó, hoa hậu đang đi qua đi lại trên sân khấu nè. Anh thì thầm vào lỗ tai em, anh nói chứ em à, nhìn lên sân khấu, một hoa hậu cộng với hai á hậu cũng không thể nào bằng em được. Anh nói vậy đó anh, trời ơi. Trời ơi, gặp sư tổ tôi rồi. Hai cô á hậu cộng với một cô hoa hậu không bằng chị hả? Dạ. Ờ, đúng rồi, không bằng tuổi. Anh. Trời, em bực mình rồi đó nha. Sao anh vậy? Nói sao vậy? Đây nè, vừa rồi nè, cách đây một tháng em và anh đi ăn đám cưới nè. Bữa đó em mặc áo sắc nách nha, em đánh son đỏ nha. Anh nhìn em anh tưởng em tóc tiên á. Trời đất ơi. Trời đất ơi, bà này mới tự tin ghê. Chị giống tóc tiên hả? Dạ. Đúng rồi, nhưng mà tới gần thấy tóc bạc. Tóc tiên. Em tức anh quá à. Đây nè, trời ơi, anh không biết đâu. Anh không hiểu bạn anh bằng em đâu. Anh yêu em bằng một tấm lòng. Đây anh vừa anh tặng cho em một bài thơ. Anh coi như là anh đặt một bài thơ mười mấy năm mới xong một bài thơ đó. Thế sao? Anh nói là coi như là anh nói là anh nhìn em anh nói trái tim anh chỉ một lần mở cửa đón em vào rồi khép lại ngàn năm. Trời ơi, dễ thương lắm. Trời ơi, tôi tặng chị hai câu thơ tiếp nè. Câu gì? Đón cô rồi tôi quên đóng cửa, cô bước vào có mấy nhỏ khác bước theo. Trời ơi, thức anh quá à. Nè nè anh nha, chắc là cái ông này là ổng không có tin vào tình yêu nè, đúng không? Chưa bao giờ yêu thiệt phải không? Chưa bao giờ có người yêu, chưa bao giờ có vợ phải không? Trời 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 đất ơi, tôi đang vui cái tự nhiên mà nói có vợ tôi nổi da gà. Sao vậy, bóng hay sao vậy? Phải chứ sao, tôi không hiểu tại sao bây giờ người ta làm sao nha. Bây giờ tôi ra đường tôi gặp mấy cô phụ nữ toàn diện không mà tôi sợ quá. Trời ơi, phụ nữ toàn diện thì tốt chứ sao? Không phải, toàn diện khác. Toàn diện đây có nghĩa là sáng diện nè, trưa diện nè, chiều diện nè, tối diện nè. Trời ơi, diện vậy ai chịu nổi. Bởi vậy thôi, tôi nghĩ đúng mà. Muốn không, muốn ngủ ngon thì đừng có vợ. Muốn không mắc nợ thì đừng có người yêu. Trời ơi, anh nói vậy rồi tiền bạc để cho ai? Tôi lo cho má tôi. Hả? Tôi còn mẹ già ở Việt Nam á, chị biết không? Trời ơi, má tôi dưới quê nha. Vậy mà tôi xây cho má tôi giữa cánh đồng một cái nhà lầu 5 tầng á. Trời ơi. Một mình má tôi ở với hai cô người làm. Trời ơi, sướng cái vậy. Cái tối cái máy đèn chạy rầm 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 cả xóm mới nể luôn á. Trời ơi, má anh sướng quá hả? Nhưng mà tôi nói anh nghe là người lớn tuổi người ta khác. Sao? Anh xây căn nhà 5 tầng á chưa chắc sướng bằng anh dẫn một vợ năm đứa con về cho bà già. Không, tôi nghĩ khác, tôi quan niệm khác. Sao tôi quan niệm là vợ thì mình có thể thay đổi được. Trời vợ ơi, một vợ hai, còn mẹ mình chỉ có một thôi, tôi quan niệm vậy đó. Anh gan quá. Ừ, tôi ngồi cạnh anh mà anh dám nói câu đó anh gan ghê á. Gan quá, gan luôn á. Sao không dám nói? Nhưng mà nếu mà có vợ tôi thì tôi nói khác. Nói làm sao? Nhất vợ nhì mẹ. Nó là vậy đó. Vậy tôi hiểu rồi đó. Nhưng mà tôi nói chị nghe, nói giỡn chơi thôi chứ thiệt
Tôi lo cho mẹ tôi như vậy á, lo cho má tôi như vậy á, vậy mà bà già vẫn không vui đó chị. Ủa sao vậy? Bà chỉ cần một cái thôi. Cần cái gì? Bà muốn tôi có gia đình. Đúng rồi, có gia đình chứ anh. Rồi mình lớn tuổi rồi ai lo cho mình, phải có vợ có con lo chứ. Cũng giống như trong hôm nay nè, đêm giao thừa anh thấy không đó. Nếu mà tôi không có ghé thì anh có một mình anh à, ngồi đây thấy không, buồn khổ không? Đó đó, trong khi người ta ấm cúng gia đình của mình, anh ngồi buồn khổ à? Nè, nào giờ có biết cúng giao thừa chưa? Có mình làm đó chi mất công vậy? Đó thấy chưa? Đó thôi giờ như vậy đi nè. Bây giờ lỡ tôi lên tới đây là tôi xách đồ xách đạc lên để tôi tổ chức đón giao thừa. Đó mà anh Thành thì anh đi về Việt Nam anh lo cho má anh rồi. Bây giờ tôi ha, tôi sẽ chỉ anh cái đón giao thừa. Đó, biết đâu anh thấy ấm cúng, nay mai anh lấy vợ rồi con vô cho má anh vui làm sao? Đây nè, thấy không? Rồi đó. Sao? Bông đào, đào là có rồi thấy không? Đó không, nhưng là kỳ sau đó, mai được đem đào vô. Hả? Tôi kỵ đào lắm. Cả đời tôi sẽ đưa cho mặt anh là đào không cho anh biết. Anh không thoát khỏi đào đâu cho anh biết. Đó, anh để đây nha, phải không? Đó. Ở xong rồi đây nha, nhang đèn là nhà anh có sẵn rồi phải không? Có sẵn rồi. Khi nào mà đúng đúng đêm giao thừa thì mang nhang đèn ra, như bây giờ mình phải có trái cây. Đó, anh phải có ngũ quả. Đó, ngũ quả là năm thứ quả. Đây, đó. Anh phải có trái thơm. Đó, thơm để chi? Để cho nó thơm tho. Đó, mãng cầu. Đó. Thấy chưa mãng cầu? Đó, được chưa? Vừa, thấy chưa? Rồi. Đủ vậy ta. Đủ. Đủ. Đó. Đủ đủ đó. Rồi xài. À, xài. Thấy chưa? Có nghĩa là đây là thơm tho, còn này là cầu dừa đủ xài. À. Rồi mình muốn cầu dư thì sao? Cầu dư hả? À. À được, còn sao? Anh cất cái xài đi. Chi vậy? Ủa sao vậy? Cầu dừa đủ mà nó không xài là nó dư à. Hả? À. Ngộ quá. À. Cất đi. Ê, ê. Sao vậy? Nhưng mà thôi. Sao vậy? Xài đi. Ủa sao vậy? Sao xài chi? Xài để kinh tế Mỹ nó lên. À, đúng rồi đó, được rồi đó. À, anh thấy không? À. Nè đó, đó, trong đêm giao thừa anh bày ra, có nhang đèn anh để ra, có ngũ quả anh để ra, rồi có hoa đào đó tượng trưng cho mùa xuân. Anh cứ thử tưởng tượng đi nha. Cái ngày 30 Tết á, đó, coi như là con cái mọi nơi ở xa tập trung về tới nhà. Đúng 12 giờ đêm, trong cái không khí tĩnh lặng đó, tiếng pháo Tết bắt đầu nổi lên. Tiếng pháo đâu? Anh phải tưởng tượng chứ, tưởng tượng đi đã. À, tưởng tượng. Tưởng tượng tiếng pháo nổi lên nè. Đó. Tưởng tượng ra chưa? Đó. Ê, tôi nghe được tiếng pháo rồi đó. Đó, đó thấy chưa? Pháo nổ rần rang. Đó, anh bắt đầu anh chắp tay, anh khấn nguyện. Trước tiên thì anh cầu cho gia đạo anh bằng an. Cầu cho gia đạo bằng an. À, đó. Rồi xong, anh cầu cho mua may bán đắt. Cầu mua may bán đắt. Trời ơi, cái gì kỳ vậy chị? Trời ơi, anh vừa phải thôi, anh ơi, làm gì vậy? Làm lại đi. Ờ, đó, rồi đó. Cầu cho mua may bán đắt. Rồi, anh cầu cho tình duyên gia đạo. Cầu đi anh. Cầu đi. Sao vậy? À, cầu tình duyên gia đạo. Đó, anh ráng nha, thành tâm là tự nhiên có người xuất hiện trước mặt anh liền. À, dạ rồi đó, anh tôi ráng thành tâm lắm nè. Dạ đó, rồi anh biết xong ha, coi như có lúc mà mình coi như mình chờ cho nhang đèn nó tắt đó. Có hộp dưa ăn cắn cho nó vui miệng. Cắn hộp dưa hả? Có hộp dưa đây. Có ai ngồi kế bên đút vô hộp vô miệng không? Anh muốn à, tôi đút cho. Thôi khỏi vậy, khỏi. À, dạ rồi nè. Ô, không được, đây là anh giữ đi. Tôi xuống tôi lấy cái gì á để gì mình cắt hộp dưa mình bỏ vô đây, bởi vì nếu mà rác đến vùng một mình quét ra là mình quét tiền ra không có được. Giữ lại nha. Rồi tôi xuống tôi lấy cái dĩa cho. À, được chưa, được chưa? Biết cúng giao thừa rồi phải không? À. Oh my god. She looks so nice, ha. Huh? Hello. Trời ơi, Thành ơi, Thành. Mày đó Thành. Trời ơi Thành ơi, tao thấy thấy cái cô này dễ thương lắm mà mày sao vậy Thành? Rồi mày còn chạy về Việt Nam mày làm gì vậy? Ê, tao nói rồi nha, mày không lấy người ta hay là mày không thương người ta thiệt thì mày nói chứ, để tao hy vọng mấy tội nghiệp cổ lắm á. Mày đừng có kiểu mà vừa đủ cả nắm nha Thành. Tao là tao cứu mày lần này, tao lần sau mày đừng có cà chớn với tao nữa, rồi mày đặt bắt cá hai ba tay đó. Tao hả? Bye. Anh Thành. À, Thành nó gọi về, nó mới gọi về, nó nói cái nách má nó bớt rồi. Với lại nó rảnh, nó đi về quê, nó ra đường, nó bắt cá nhiều quá, nó bắt cá hai ba tay luôn. Nó bắt cá hai ba tay. Anh nín. Anh tên Quang Minh là đúng rồi đó. Hả? Chuyên môn làm chuyện mờ ám mà. Không, tôi tên Lâm. Lâm. Giấu giếm cho bạn bè nè. Anh đừng tưởng là tôi nghe vậy mà tôi không biết. Đừng có gạt tôi nữa.
Bởi vậy á, tôi công nhận á, anh cũng nói đúng một phần á. Muốn ngủ ngon á thì chồng con đừng vướng bận, mà muốn không ôm hận á thì đừng có chồng con. Mà cũng anh đó nha, tại sao anh giấu tôi? Tại sao anh giấu tôi? Rõ ràng tôi vô tôi bày bao nhiêu thứ ra, anh không nói thẳng cho tôi biết. Tôi lặn lộ, tôi bỏ má tôi ở nhà một mình, tại sao anh không cho tôi biết? Không phải. Ý cái gì? Đó tôi hỏi nè, tôi nói anh nghe nè. Có chủ mưu với tòng phạm là tội ngang nhau á, tại sao anh không cho tôi biết? Không phải thì tôi cũng muốn có người đón giao thừa thử coi sao chứ bộ. Trời ơi, muốn có người giao thừa thì đi tìm đi. Chứ đừng bắt đâu tụi anh giữ tôi lại tôi làm trò hề à. Thôi được rồi, bây giờ anh vậy nè đó. Đó, đó, có rồi đó, có mọi thứ, có bông, có ngũ quả đó, anh muốn cúng gì anh cúng đi. Tôi đi về. Nè, tối rồi, đừng có về rồi, đi ra ngoài đường nó nguy hiểm lắm. Không nguy hiểm nhé, tôi đi thôi, về. Tôi không ở trong căn nhà gian dối đâu. Nè, thôi, không, tôi đi về á. Trời ơi, phone ai nữa đây? Trời ơi, má tôi. Má. Ô dạ. Dạ, con gặp rồi má. Dạ, con vui lắm má. Dạ, con đang hạnh phúc nhiều lắm má. Chắc đây là cái giao thừa mà con nhớ đời á má. Dạ. Ồ, anh tốt lắm má. Anh ra ngoài bến xe anh đón con về đây nè. Tụi con đang tổ chức giao thừa nè má. Con ha má. Ồ, con và anh đang ngồi cạnh nhau đây má. Dạ, tụi con hạnh phúc lắm má. Má nha, đón giao thừa một mình có buồn không má? Ồ, con vui là má vui hả má? Ồ, con vui lắm má. Dạ. Hả? Má muốn nói chuyện với ảnh hả? Má ơi, bây giờ ảnh, má, chắc, má ơi, ảnh chắc anh đang bị ho má. Dạ bác, con Thành nè bác. Dạ. Dạ. Sao bác? Bác cho phép con gọi bác bằng mẹ hả? Dạ. Dạ con chào mẹ. Dạ. Thôi thì đầu năm mẹ cho phép con mừng tuổi mẹ nha. Dạ. Con xin chúc mẹ được khỏe mạnh, được sống lâu với tụi con, sống trọn đời với tụi con nha mẹ. Dạ, con hứa với mẹ là con sẽ thương Duyên, con sẽ lo cho Duyên suốt đời. Dạ, mẹ yên chí. Rồi năm mai con rảnh con sẽ đi thăm mẹ nha. Dạ. Dạ, con bay mẹ. Dạ. Thank you. You welcome. Ngộ ghê. Tự nhiên hôm nay tôi nói chuyện với mẹ cô, sao tự nhiên tôi nhớ má tôi quá. Cứ năm nào mỗi năm tôi cứ hứa là tôi về thăm mẹ tôi, nhưng mà rồi bận công chuyện, rồi bận cứ lưu bu, cứ hẹn, cứ để bà già chờ, rồi đón cái Tết cô đơn hoài. Tôi thiệt có lỗi quá. Thôi thì anh ráng thu xếp coi làm sao rồi về thăm bà già đi, để cho bà già đừng cô đơn trong căn nhà 5 tầng với 2 người làm. Ráng đi anh, vậy là anh cũng lo cho má anh đầy đủ rồi đó. Chứ anh nghĩ má tôi coi làm sao. Anh tưởng má tôi ở Mỹ mà không cô đơn sao? Đó, Tiến là ở Mỹ gần con cái vậy đó, mà con cái đi học đi làm hết trơn à. Bà già tóc bạc như vậy mà ngày nào cũng cứ lụi cụi nấu cơm nấu nước cho con cho cháu. Anh biết không? Đây nè, rồi mang cái tính tằn tiện ở Việt Nam qua đâu dám xài vậy đâu. Cái mùa lạnh năm này nè, đợi con đợi cháu đi học đi làm hết rồi má tôi tắt máy hít liền à. Sao đó vậy? Thì sợ tốn tiền bill con cái. Trời ơi, tội nghiệp bà già. Dạ, không? Tội nghiệp lắm. Thôi rồi tôi cảm ơn anh làm cho má tôi vui. Thôi giờ tôi xin phép anh nha, tôi đi về. Nửa về nữa. Cho đây làm chi? Trời ơi, cơ tối rồi đi về. Đó, tôi lỡ hứa với má là lo cho cô, đúng bây giờ cô về. Rồi, có chuyện gì xảy ra làm sao? Anh vừa mới nói là tôi ra đường 3 ngày ra cũng không có con cha nào rờ mà. Thôi giờ khác rồi bà ơi. Khác rồi nhưng mà
Nhưng mà nãy tôi cứu cô bằng trông thấy, bây giờ cô cứu tôi một cái được không? Cứu cái gì nữa? Giúp giùm tôi đi. Giúp cái gì? Chụp vô tôi tấm hình. Để làm chi? Gửi về cho má tôi á. Tôi post lên Facebook cho má tôi coi. Ủa, má anh có Facebook hả? Trời ơi, bà cha, bà chơi từng giây từng phút luôn á. Bà làm cái gì mà cũng check in hết á. Trời ơi vậy hả? Chụp giùm tôi tấm đi. Ủa, cái này chụp hình thôi cho má anh vui thôi nha. Ủa, ngoài vậy vui thôi. Rồi đó, đâu chụp coi. Tự xử. Selfie tự xử cái đi. Bà con đông đúc quá, mình chụp với bà con luôn á. Chụp với bà con, cái giơ tay lên bà con. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, cũng nhân dịp này đầu năm, Quang Minh Hồng Đào xin kính chúc quý vị khán thính giả, nhất là các bà mẹ, luôn luôn được khỏe mạnh, sống đời với con cháu. Hy vọng lời chúc này, má của Quang Minh ở Việt Nam sẽ coi được cuốn này. Dạ. Cái gì mà tay em hôi hành quá vậy? Trời ơi, thì mới nấu bếp xong mới rửa tay sạch sẽ nè. Đi vô rửa tay đi. Anh làm gì mà anh chăm chú vô cuốn sách gì cho em coi coi. Đưa đây cho em coi. Đâu có gì đâu. Hả? Cuốn sách này để dành riêng cho đàn ông coi mà em coi làm cái gì cái trời cuốn ơi, sách này mà. Cuốn sách dành riêng cho đàn ông mà chăm chú vậy tôi biết rồi, hình đàn bà không mặc quần áo phải không? Ờ không phải hình đàn bà. Chứ hình gì? Hình đàn ông. Trời đất. Ồ, không sao trời vậy? Em làm anh lộn xộn, em không trời biết ơi. Nói cái gì. Thì cái chồng sách này á là đàn bà với đàn ông chụp chung, mày mối anh cho em coi. Thôi đưa ra cho em coi đã. Thôi cái này không có coi được. Anh bây giờ anh có nhiều cái hành vi kỳ cục lắm nha em, mới thiệt. Sáng nay anh nói anh lên hãng nè, anh họp quan trọng, sao giờ này anh chưa đi? Bây giờ mới có 7 giờ sáng à em ơi. 7 giờ hồi nào trời, chưa trời chưa chật, 11, 12 giờ trưa rồi. Thôi chết rồi, cái đồng hồ anh nó chết. Nó chết nghĩa là không có chạy được rồi. Thôi bây giờ em vô anh lấy áo đi anh. Lấy cái gì anh kỳ cục lắm á nha. Mai mốt về anh cho em coi. Ờ nhớ đó. Ừ. Anh sao đâu á. Trời ơi đúng là đàn bà thiệt tình là cái gì cũng tò mò. Nói hoài khi nào cũng tò mò hết trơn á. Nè. Cái áo được không? Được. Đó. Rồi cái... Thôi giờ anh đi nha. Nhớ ngày chiều cuốn sách đó là tôi nghi lắm á. Đừng... Em làm cái gì mà hôm nay mặc đồ đẹp dữ vậy? Thì anh đi lên hãng em cũng đi công chuyện chứ bộ. Ừ thôi đi rồi anh lát nữa nha. Ráng đóng cửa nha. Giờ anh rồi. Đi á. Ừ. À, trời ơi. Chồng con cái nói đi là đi vậy đó hả? Chứ gì nữa? Nè. Quỷ sứ gì đâu không. Chồng tôi kỳ ghê nha. Đưa má quánh vô đây à. Bởi vậy toàn là trọt chẹt hoài tới giờ chưa có đứa con nào hết trơn á. Thiệt tình vậy đó à. Mà cái ông này sẽ kỳ cục, bây giờ hành vi kỳ cục lắm. Trời đất ơi, tôi gặp chị tôi mừng quá chị Ngọc. Trời đất ơi, tôi thiệt cái chị nha. Gì vậy? Mời chị ngồi. Trời ơi, nhà tôi mà anh mời là sao? Thì chị không mời tôi mời cũng vậy thôi. Ngồi đi. Cái chuyện gì? Ừ, tôi nói chị nghe nè. À. Nguyên một đêm ngày hôm qua chị. À. Tôi tức tới nỗi tôi ngủ không được đó chị. Sao vậy? Ờ. Sao ngủ không được? Chứ sao? Ăn bậy ăn bạ Tào Tháo được phải không? Phải. Như Tào Tháo còn hơn Tào Tháo chị. Cái chuyện gì? Thì có tôi vậy nè chị. À. Mà người ta nói tôi bà tám. Chắc tại nhiều chuyện quá chứ gì. Đó. Chị cũng nói vậy được à? Có chị nghe số là gì? À. Chị biết vợ chồng linh kèn không? Biết chứ trời, hai vợ chồng hạnh phúc lắm á, dễ thương lắm á. Ờ, hai chồng dễ thương lắm. Vậy mà từ rồi chị biết không? Tôi đi ăn vô nhà hàng. Tôi vô nhà hàng tôi thấy anh đi ăn với con nhỏ nào chị? Hả? Cái gì? Sao? Đi ăn nhỏ nào nó sao nhỏ chà vậy hai chị em, nó sao nó nói gì mà ăn cái gì mà ăn món gì mà nó xong nói luôn tôi. Đó, vậy mà bà tám nè. Bà tám đâu? Trời, nóng
dùng chuyện người ta tôi hỏi. Nóng cái gì? Chị phải bình tĩnh nghe tôi nói nè. Tôi nói chị nghe. Tôi thấy ảnh đi ăn cái chỗ nào á. Phải không? Mà hai người hình như nhìn nhau bằng cặp mắt kỳ lắm. Rồi thôi đúng rồi, đúng rồi. Không giống như là cặp mắt tôi nhìn chị. Rồi rồi sao nữa? Rồi xong rồi hai người nói chuyện với nhau. Nói chuyện. Cái tôi thấy ảnh tự nhiên anh vuốt tóc con nhỏ chị. Vuốt tóc con nhỏ. Rồi con nhỏ tự nhiên nắm tay anh bóp như này. Trời ơi, vậy đúng rồi. Thôi rồi đúng rồi. Rồi sao đó, nữa? Xong chị biết sao không? Tôi thương ảnh. Mà tôi thương cái vợ anh Linh nữa. Chuyện gì không? Vợ anh ta không thương mà chuyện ôm đầu máu à? Không phải, tôi thương tình bạn. Rồi sao tôi nữa? Tôi suy nghĩ coi. Tôi sợ tôi nói thì tôi nhiều chuyện. Mà tôi không nói thì tôi ngứa. Bởi vì tôi mới về tôi suy nghĩ chị. Rồi. Tôi mới gọi cho vợ anh. Trời ơi, anh kể cái vụ đi ăn với con bồ cho vợ anh Linh nghe. Không phải, tôi nói khéo lắm. Nói sao? Tôi nói sao? Khéo lắm. Tôi suy nghĩ trước cái điện thoại 5 phút đồng hồ. Rồi. Tôi bắt điện thoại tôi gọi. Rồi nói sao? Tôi nói nhẹ nhàng lắm chị. Vừa phải đừng có làm. Tôi nói chị Linh nè. Tôi thương vợ chồng anh chị lắm. Tôi nói cái này chị đừng có ghen nha. Rồi tiếp tục. Đó, tôi nói vậy thôi, tôi nói nhẹ thôi. Tôi nói tôi thấy ảnh đi với con nhỏ nào đó. Rồi ảnh vuốt tóc con nhỏ. Rồi nhỏ bóp tay ảnh. Đôi mắt rưng nhìn nhau. Chà, rồi chị Linh chính làm sao? Chị nói cảm ơn anh nha, một liệt cái. Chết rồi, trời ơi, cái trái nhà anh ơi, ghê trái quá. Trái nhà nói vậy thôi mà ghen á. Sao buổi tối ba gọi ba chửi tôi. Hả? Ba chửi tôi đã, hoặc ông gọi ba chửi tôi. Trời ơi, vợ chồng gì vô lý vậy? Người ta giúp cho để ngăn cản ba cái vụ bồ bịch đó. Mà tự nhiên chửi là sao? Kỳ cục quá, hai chồng kỳ cục quá hả? Thì bởi vậy. Mà tại sao chửi? Chửi tôi nói tôi nhiều chuyện. Nói là ảnh không phải đi ăn với nhỏ nào hết á. Đó là nhỏ em gái của anh ở tiểu bang khác của thăm ảnh. Đó, bày thấy không? Chả Linh dây sao vậy? Bởi tôi nói thằng mấy thằng cha đàn ông mà có bồ nha. Nói láo dễ sợ. Tôi hỏi nè, em gái ngồi ăn với em gái tại sao lại vuốt tóc, rồi nắm tay, rồi mắt rưng rưng. Thấy không? Làm sao vậy được chứ? Không phải. Sao? Tại phần vuốt tóc với nắm tay, tôi nói thêm. Trời ơi anh, kỳ lắm chị ơi, mà kể chuyện cho người ta nghe phải thêm mắm thêm muối. Chú Phước ơi, trời ơi, chết đó, trời, phá gia ca người ta vậy là chết, đừng có thêm bậy thêm bạ nữa. Tôi nói được rồi, tôi khỏe quá. Tôi xin phép chị, tôi về tôi ngủ tiếp nha. Rồi đi. Trời ơi, tôi mệt quá. Nói vậy đó, không nói tôi ngứa miệng. Ủa, mới quên, mới quên nữa, trời ơi, cái chuyện tránh mà tôi quên nữa. Chuyện gì nữa? Rồi, tôi mới tìm chị ông thầy bói. Vậy? Có thầy bói hả? Thầy bói gần nhà mình không hả? Thầy nào vậy? Coi chỉ tay hay là coi bói bài hay coi gì? Trời ơi, tôi mừng lắm nha, tôi đang cần thầy bói. Một cái thầy bói tôi có hết. Thấy không? Bởi vì mấy bà mà nghe tới thầy bói giống như là mèo thấy mỡ. Không phải, tôi đang có chuyện bực mình, đang có khúc mắc ở trong đầu cái nè. Trời đất ơi chị ơi, cái ông này ông coi hay quá chừng trời chị ơi. Vậy hả? Ông coi vô cùng hay. Vậy hả? Anh coi chừng anh biết. Trời coi, tôi coi rồi tôi mới nói. Trời vậy hả, con sao con? Tôi không bao giờ nhiều chuyện hết á. Rồi sao? Tôi thấy chính mắt tôi mới nói. Vậy hả? Tôi đi coi rồi chị. Chị biết không? Tháng trước tôi bị mất cái bóp. Tôi tìm hoài không ra. Rồi tôi mới tới tìm ông. Rồi tìm ông thầy bói. Ông hỏi tôi một câu như vậy thôi mà ông đoán được. Sao nói đi. Ông nói con ơi, lần cuối cùng con gặp cái bóp ở đâu? Tôi nói vậy thôi, ông nói liền. Dạ thưa thầy, lần cuối cùng gặp cái bóp ở nhà. Ông nói rồi, cái bóp con mất trong nhà. Hay quá. Trời ơi mày. Hay quá. Thầy bói này là tâm lý rồi, hay quá. Tâm lý. Còn nghĩ nữa. Rồi tôi hỏi thầy ơi, con tìm hoài không ra. Nhờ thầy tìm giùm con. Ông hỏi một câu thôi, ông biết liền. Ông nói dạ thưa thầy, con tìm hết ở trong nhà rồi. Rồi. Chỉ còn cái toilet con chưa tìm. Trong toilet là chưa tìm. Rồi. Ông nói bây giờ con về nhà tìm trong toilet. Rồi anh sao? Tôi vô toilet thấy ở dưới toilet. Trời đất ơi, ông còn quá hay chị ơi. Hay quá. Trời ơi, hay quá. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi tìm cái bóp rồi đó, còn tiền trong đó không? Không. Trời ơi, vậy thôi tìm bóp làm chi? Không phải, tại tôi nhờ ông tìm cái bóp mà quên nói tìm tiền. Ồ vậy hả? Tôi tức quá chị. Tự nhiên cái bóp trong nhà có mình tôi nhớ bộ tôi à. Rồi tự nhiên mất à. Cái tôi mới hỏi ông vậy, dạ thầy có biết ai lấy không? Rồi ông nói sao? Cái ông hỏi như vậy thôi là ông biết người lấy nè. Ông hay hỏi quá ha. Ông nói dạ thưa thầy, bữa đó là ở nhà con chỉ có nhớ bộ con thôi. Rồi sao bữa đó nó mất tiêu luôn. Tức là sao cái bữa mất tiền nó biến mất. Ông nói rồi, con nhớ bộ con lấy. Hay quá. Ngày chốc mấy bữa sau tôi kiếm không ra. Trời, hay quá thôi. Hay quá, tôi nói anh nghe nè, anh quen ai anh quen, cẩn thận người đàng hoàng, quen đừng quen bậy bạ, trời ơi chết á. Ai biết được nè. Hay quá, tôi nói anh nghe nè. Nhưng mà cái ông này tôi chưa chị nha. Ông ở đâu vậy? Ông ở vùng này không? Thầy bói tôi coi hết mà sao tôi nghe lạ quá. Ông không phải cái vùng này. Ông Bình Miên á. Bình Miên. Lâu ông tới qua đây chơi thôi à. Bình Miên là coi hay lắm nghe, bùa phép dữ lắm á. Ông là đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Tử đó. Đệ tử chân truyền của Cốc Tử. Ông tên gì? Người ta Quỷ Cốc Tử, ông Quỷ Kiếm Sầu. Trời, nghe cái tên này lạ quá. Lắm chưa bao giờ. Chú nói nghe nè. Bây giờ vậy hãy giúp tôi đi, tôi đang có chuyện bực mình lắm. Hay ông hãy lấy hẹn coi giùm tôi được không? Rồi tôi hẹn chị rồi. Dạ hả? Biết bạn mê coi bó, tôi hẹn tuần sau gặp chị á. Bậy, trời ơi, tuần sau tôi chết, tôi đang bực mình lắm. Có chuyện mình hả? Có chuyện gia đình bực mình, kêu liền tới giờ giải quyết liền. Dạ hả? Tôi thích làm rẹt rẹt vậy đó. Bà phải bực liền hả? Để tôi gọi bà nhập để thử đó nha. Ráng. Ông này ông cũng nể tôi lắm á. Rồi ráng. Hello. Dạ thầy, dạ. Dạ thưa thầy. Dạ con là Phước cây xăng à thầy. Dạ không, con phải chủ cây xăng, con bán cây xăng. Dạ
Dạ thưa thầy, có bà này muốn nhờ thầy coi được không thầy? Dạ ngày mai thầy. Ngày mai? Ôi thôi, dạ không được thầy. Bà nóng lòng lắm thầy. Tại vì bà này bà tuổi dần, bà nóng tánh lắm. Dạ dạ muốn coi liền ngày hôm nay. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ bà này bà còn trẻ. Dạ dạ bà mới có chồng lâu. Chồng lâu rồi mà chưa có con. Dạ dạ chồng bà lớn bà 3 tuổi. Dạ. Ủa tự nhiên nói à? Dạ dạ không có thầy. Dạ thầy tới liền hả thầy? Dạ dạ dạ. Tới liền không? Tới liền không? Nhà chị đâu? Nhà chị đâu? Hả? Địa chỉ, địa chỉ. Nhà tôi hả? Số 17 Philip Mignon. Có nhà bà bò hả? Hả? Dạ 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 bà số 17 Philip Mignon đâu? Dạ 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 thầy tới liền hả thầy? Dạ 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 cẩn thận. Đúng không? Đúng không? Bà hên quá, bà hên quá. Số được rồi. Hên quá tôi nói, tôi nói anh Phước nghe nha. Trời ơi, tôi nói con người tôi tin ở cái số dễ sợ lắm. Tôi tin kinh khủng vậy đó. Tôi có một nhỏ bạn nha. Tao nay nó thích lấy chồng bác sĩ lắm. Nó cặp toàn là bác sĩ. Nó cặp cha bác sĩ tim nè, cha bác sĩ phổi nè, cha bác sĩ phật mề nè, cha bác sĩ lòng nè. Cha bác trời sĩ... ơi, hả? Chị kể lộ bác sĩ nghe thèm phá lấu à. Không, lòng bác là sĩ... bác sĩ ruột đó. Trời nó khơi... là bên cơ quan bên trong đó. Ta gọi là bác sĩ nội tạng. Nội tạng đó. Vậy mà cuối cùng nó không lấy được bác sĩ. Chết không tội nghiệp không? Trời ơi. Mơ lấy bác sĩ không lấy bác sĩ vậy lấy ai vậy? Tỷ phú. Tội nghiệp. Đó, trời ơi, tự nhiên nó thấy cha tỷ phú đẹp trai mà giàu mà độc thân, trời ơi, nó bỏ bác sĩ lấy tỷ phú, có phải là cái số không? Đúng là cái số mà trời. Bởi vậy tôi nói cái số hết rồi. Bây giờ chị lo sửa soạn nha. Rồi tôi sửa xong. Để tôi đón ông này khó lắm. Ông kiếm nhà mà không ra là ông đi về đó. Ông gần dữ vậy? Không, ông bay không mà. Vậy hả? Ông quỷ kiếm sầu mà. Trời ơi. Trời ơi, ráng đùm con. Dạ. Tức ông. Ê. Ông vô tới rồi. Dạ mời thầy vô. Cái thì cái hẳn. Dạ, cái thì cái hẳn. Thôi thì thôi. Cái hẳn tôi không đẻ. Cái hẳn tôi không đẻ. Cái gì vậy? Trời ơi, nãy nghe cái gì mà cai cai đẻ đẻ, cai làm sao đẻ được? Không phải. Cái ông này, ông bên Miên, ông nói tiếng Lào. Hả? Ông nói là tướng bà đẹp lắm. Nhưng mà đừng có đẻ nhiều. Đẻ nhiều xấu. Thank you. Yeah. Nói nghe nè. Nhưng mà ông có biết tiếng Việt chứ tôi nói tiếng Biên tiếng Lào sao tôi biết tôi hỏi được. Trời coi em chọc ông đi ông chửi cho nghe. Ồ dạ. Ông không thành tiếng Việt lắm. Để tôi chào nha. Dạ chào thầy. Nói nghe nè. Gì? Bộ cha đuôi sao đây mắt kiến đen thì lười vậy? Không. Bậy bà. Dạ. Đeo cho nó có vẻ huyền bí rồi chứ đuôi mẹ gì. Đừng nói bậy. Đừng nói bậy. Dạ xin giới thiệu với bà. Dạ. Đây chim tinh gia quỷ râu xanh. Không phải phải. Quỷ kiếm sầu lộn. Dạ mời thầy, mời thầy. Dạ mời thầy, vô dạ thầy. Dạ mời thầy. Dạ mời thầy ngồi. Dạ mời thầy ngồi. dạ thầy nghe nói chắc thầy không phải người dùng này phải không thầy? Tại vì thầy bói đây em quen hết mà sao thầy thấy mặt thấy lạ quá à thầy? Tôi là người Campuchia. Dạ dạ biết người rồi. Người Việt gốc cây. Không biết. À không biết. Dạ nghe anh Phước anh nói thầy coi đúng dữ lắm, coi đúng 100% luôn phải không thầy? Không phải tôi coi đúng. Dạ. Nhưng mà từ cái bộ bài nó nói đúng thôi. À vậy hả? Ông có bù phép ghê gớm lắm. Bù phép ghê gớm lắm. Thế ông bà có bao giờ thấy cái bộ bài này chưa? Dạ chưa, trời bài em rành lắm, coi như xì phé xì dắt cách tê sập sắm. Bài cài em rành lắm mà cái bài này sao chưa biết thầy? Đây là bộ bài Tarot. Oh. Người ta mới tìm thấy trong kim tự tháp ở Ai Cập. Dạ. Bên cạnh dòng sông Nin á. Em biết rồi, cái sông Nin nó cạnh sông Sen á. Dạ, sông Sen bên cạnh dòng sông Hương á. Quê. Dạ. Dạ. Thế hai người có đọc lịch sử về Ai Cập không? Dạ giờ đâu đọc thầy. Thế thì lại còn càng không biết nữa. Dạ dạ. Vua Pharaoh của Ai Cập trước khi chết thì triều đình có định chôn theo 300 cung nữ để xuống dưới suối vàng hầu hạ vua. Trời ơi, vua nào sướng vậy trời. Này. Ông chịu không thầy? Không. Trời ơi. Vua không chịu, vua chỉ xin chôn theo cái bộ bài này xuống dưới tuyền đài để coi bói cho những người bên kia thế giới thôi. Vậy rồi, à. Em biết ông vua này vua gì rồi. Vua gì vậy? Cung nữ mà không chịu là vua bóng rồi. Ê, thôi. Nói bậy bạ mà em thắc mắc vậy. Tự nhiên sao chết hết số rồi còn coi bói làm chi nữa mà chôn bài làm chi vậy thầy? Không, anh Phước. Đúng rồi thầy. Thôi bà tập trung đi để tôi coi cho bà nha. Dạ, tập trung đi. Dạ. Đó, ông nhập nó, ông vô đó. Trời quá linh thiêng, bù phép quá linh thiêng. Quá vậy. Đừng trúng kia kỳ lắm thầy. Bù phép không bao nhiêu. Mà thấy ghê không? Đó. À, rồi. Cái gì vậy? Ghê quá, ghê quá chú Phước ơi. Cái gì vậy, Xin lấy số thứ tự. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy? Thôi, trời nó nghe anh Phước ơi. Sao? Bây giờ rước tới rồi để một mình tôi coi chú coi làm chi rồi vô rồi lạc quẻ làm sao? Tôi đâu coi đâu, mình chỉ coi mà. Chứ lấy số thứ tự làm chi? Ai biết. Thầy. Dạ có người coi lấy số thứ tự chi thầy? Dạ. Bố tôi mà muốn gặp tôi cũng phải lấy số thứ tự. Đợi nè. Gì? Không có tật. Mà có tật thì có tài. Ồ vậy hả? Vậy phải lấy phải không? Dạ lấy số thứ tự.
người số 1. Hay quá, hai người bà số 2. Tôi số 1, dạ, 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 có số rồi thầy. Dạ. Số 1. Dạ, dạ đây thầy. À, dạ thầy, thầy ơi, à, em nói thầy nghe nè, bây giờ đặt tiền quẻ trước hay là coi xong rồi mới trả tiền hả thầy? À, cái chỗ quen biết với chú Phước à, thôi để tôi coi cho bà xong, nếu tôi coi trúng thì bà trả tiền cho tôi. Ờ vậy hả thầy? Dạ, bao nhiêu hả thầy? À, nếu tôi coi trúng thì 300. 300? Trời ơi, vậy còn nếu coi sai sao thầy? Coi sai tôi bớt cho bà 10 đồng. À, nhưng mà bà không thể nào hỏi câu sai với tôi được, với dạ. Thầy nào thì được, nhưng với tôi xin bà miễn cho. Dạ, dạ, vậy hả thầy? À, thầy, em nói thầy nghe nè, bị chuyện này chuyện cũng chuyện gia đình riêng tư thầy, cho nên em nói với thầy rồi thầy giải quyết giùm em, đừng nói cho ai biết, em không thích ai biết hết nghe thầy nha. Dạ đúng rồi thầy, dạ. Chuyện riêng tư thầy đừng nói ai nghe hết. Dạ dạ. Tức là bà không muốn cho người khác nghe chuyện riêng tư. Dạ không, đừng cho ai nghe hết, nghe nữa nhiều chuyện lắm, chị em với thầy thôi hả thầy ha. Dạ bà không muốn người thứ ba biết đâu. Dạ. Dạ. Thế anh người thứ mấy? Dạ em người thứ ba. Ủa? Người thứ ba, một, hai, ba. Ủa? Vậy ai nói tôi gì chuyện tôi chửi á. Bây giờ xin phép thầy vô, em vô thầy. Ờ vô bếp là lo làm tôi nước cho thầy à, đi nha. Thầy, thầy. Thầy nói nhỏ nhỏ. Cái tật em nghe hay kể. Vô lo nước giùm đi. Dạ dạ. Cái gì vậy thầy? Ba tuổi danh. Trời đất ơi. Thầy hay quá vậy thầy. Trời làm như là có ai nói cho thầy biết rồi đó. Dạ em tuổi dần thiệt đó thầy. Trời mà không có thầy bói nào mà đoán em, thầy coi tướng em bộ có chỗ nào giống con cọp cái lắm sao thầy đoán tuổi dần thầy. Cái mạng bà xui quá. Cái sao? Tuổi này xui quá. Dạ đúng rồi thầy ơi, cho em khổ tinh thần lắm thầy ơi. Tôi nhìn thấy là bà từ lúc sinh ra cho đến lúc bà chết đi. Dạ. Bà chỉ có đúng một ông chồng. Trời ơi, sao em thiệt thòi dữ vậy thầy. Trời ơi, vậy là em thua bạn, em thua bè quá. Trời, mấy con bạn em con nạm hai ba đời chồng, sao em có một đời vậy thầy. Trời, có cách nào cải số được không thầy? Ở bên Việt Nam thì khó, nhưng mà mấy cái nước Âu Châu thì dễ. Nhưng mà nhất là Mỹ thì bà cứ chọc cho ông chồng mà đánh cái ly dị là xong. Dạ 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 dạ. Nhưng mà tôi nhìn thoáng qua bà sẽ có một cái tin vui lớn lắm, 2 năm nữa mới ứng nghiệm. Tin vui lớn lắm, 2 năm nữa ứng nghiệm em biết rồi, chắc là trúng số phải không thầy? Vui hơn trúng số. Trời, cái gì mà còn vui hơn trúng số nữa thầy? Bà già chồng bà sẽ chết. Trời ơi, khỏe thầy ơi, vậy khỏi gây lộn, khỏi hầu hạ thầy cái đó được thầy. Dạ dạ. À, chồng bà lớn tuổi hơn bà lấy chồng cũng lâu rồi mà chưa có con. Trời ơi thầy, trời thầy hay quá thầy ơi, làm như có trời mắt cho thầy, sao thầy nói văn vách vậy thầy? Hay quá thầy ơi, trời thầy coi đúng quá, giờ em chưa có đẻ đứa nào hết trơn thầy. Ai nhìn cha thầy bói ở đầu đường cái kìa, trời chứ nhìn em vậy mà cho nó em có cháu ngoại thầy. Bậy quá hơn. Dạ thầy đã đúng quá thầy ơi. Nhưng mà tương lai bà sẽ có con, bà có tới 5 đứa con. Dạ em còn có 5 đứa con gái luôn thầy, Vũ Long công chúa thầy. Hy vọng là như vậy. Dạ dạ. Dạ thầy coi giùm em việc tới cái chuyện mà vấn đề là quan trọng đó thầy. Ờ bây giờ bắt đầu tôi coi qua bài. Dạ qua bài dạ. Dạ. Bây giờ bà đừng để cho tư tưởng bà bị dao động. Dạ dạ. Xin bà nhắm mắt lại. Dạ nhắm mắt. Bà có thấy gì không? Dạ thấy thầy. Thấy cái gì? Tới thui. À đúng đúng. Bây giờ bà từ từ đưa tay phải ra phía trước. Dạ tay phải ra. Sàng qua bên tôi lấy 2 lá bài. Sàng qua. Dạ dạ. Dạ dạ. Bà lấy chưa? Dạ đã rồi thầy. Bà lấy được gì? Mở mắt ra thầy. Ờ 100 đô la. Thế trời ơi, 100 đô la của tôi. Ủa, trời ơi, tôi nói bà lấy bài, bà đi móc túi tôi. Thầy nó nói sàng qua cậu rút thì ai biết được đâu. Thôi thôi đừng để tư tưởng giao động. Dạ dạ. Rút lại đi, rút lại. Có cần nhắm mắt không thầy? Thôi khỏi. Dạ. Thế mà bà ấy lại mất tiền tôi nữa. Vậy thôi khỏi nhắm. Dạ dạ. Rồi. Rút lá trên lá dưới hả thầy? Bà muốn rút lá nào bà rút. Dạ. Trời ơi, em run quá thầy ơi, em run quá thầy ơi. Cầu cho cái bản mệnh em cho nó tốt xuống xíu thầy. Bà ơi. Dạ. Bà có thấy gì đây không? Cái gì vậy thầy? Bà có thấy một người đàn bà khỏa thân đang múc nước bên dòng suối trong không? Thấy thầy. Con mẹ này vô duyên quá thầy ơi, đi múc nước mà không mặc đồ là sao vậy thầy? Trời mà coi này cái body gì mà không mặc đồ là sao? Em còn chưa dám sexy mà con mẹ nó dám sexy là sao thầy? Mà coi cái mặt quá vô duyên thầy ơi. Cái này ai thầy nói em nghe, có ai vậy thầy? Ai? Là bà. Hả? Ơi. Là bản mệnh của bà. Thầy bản mệnh em gì kỳ vậy thầy? Bà còn đây. Dạ. Bà thấy hình con quỷ này không? Em nhìn lại mấy con quỷ liền bị nó giống y chang thầy à. Hí. Dạ không có. Đây là kẻ thù của bà. Dạ. Sẽ đâm vào bụng bà. Trời đất. Kẻ thù. Đúng. Thầy ơi em làm gì có kẻ thù thầy? Có. Bà có một kẻ nội thù luôn luôn ở cạnh bên bà, rất thân thiết và gần gũi với bà. Trời ơi, thầy làm em nổi da gà, thầy cho em làm gì có kẻ thù mà bên cạnh em, thầy giỡn thầy. Tôi nhìn thấy kẻ đó có âm mưu đâm vào bụng bà.
bà nhớ. Dạ. Đâm từ trước bụng ra đằng sau. Trời ơi, người đó đàn ông hay đàn bà thầy? Đàn ông. Cái gì? Một người đàn ông. Đúng. Bên cạnh lúc nào cũng muốn đâm từ đằng trước ra đằng sau. Đúng. Trời ơi, cái gì mà ghê quá thầy ơi. Thầy, em nói thầy nghe nè. Thầy coi là giùm em coi hình dáng người đó làm sao. Nó có du côn du đảng giống thầy không hay là... Có em run quá em nói. Để em biết cái người nào em tránh thầy. Ôi trời em run quá. Thầy coi giùm em đi thầy. Là ai tôi không cần biết, nhưng tôi chỉ biết đó là một người đàn ông. Và bài tarot nói như thế nào tôi dịch lại cho bà nghe như vậy thôi. Ủa, cái gì ghê vậy. Và bây giờ tôi xin trả lại sự yên lặng cho bà suy nghĩ. Thôi. Trả tiền tôi về. Hả? Cái gì trả tiền thầy? Thầy nói là chị nào bói đúng mà trả tiền. Trời em chưa bị đâm xem biết đúng em trả tiền thầy. Ủa sao bà nói ngang vậy? Người ta coi xong bà trả tiền nữa tôi về tôi bói cho người khác chứ. Mà chừng nào em bị đâm em đúng thì em mới trả chứ. Giờ thầy nói chừng em đâu biết em đúng hay không đâm sao. Ủa, biết được. Cái gì kỳ dạ, vậy? Đây nè anh Phước nói nghe. Dạ hả? Thầy nói là chừng nào đó mà coi như đúng thì mới trả tiền. Trời coi bói tôi đâm mà tôi chưa bị đâm sao mà tôi bắt tôi trả tiền rồi đúng không? Ờ dạ. Ông dẫn tôi đến đây coi cho bà. Coi xong bây giờ mày trả tiền cho tôi về chứ. Dạ. Thôi bây giờ quen do anh. Bây giờ anh lấy tiền trả ứng trước tôi 300 mà muốn tôi trả lại cho anh. Dạ. Dạ cái đầu anh cái tiền tôi đâu. Dạ. Trời ơi anh Phước ơi anh làm gì vậy nè. Trời ơi tôi quên. Trời ơi sợ nghe nhiều chuyện không nghe. Nhét ơi đừng nghe. Trời ơi chuyện gì vậy. Đây nè thầy bói tôi bị đâm mà tôi chưa bị đâm. Làm sao mà tôi có tiền mà tôi trả được. Trời ơi đối bà bị đâm hả? Ừ. Nhưng mà bối thầy nói 300 thì trả 300 đi. Ừ. Rồi khi nào chị bị đâm thì trả thêm cho ông 200 nữa. Đắt quá. Mấy lỡ tôi bị đâm mạnh quá tôi chết rồi sao? Thì tôi lấy tiền phúc điếu chị cho ông 200. Trời đừng nói bậy bạ trời ghê quá à. Lấy trả tại bà ơi. Trả hả? 200 bà chị kỳ quá. Trời ơi nhưng mà nói gì ghê quá vì chú nhà tôi mới trả nó. Ấy đi rồi mới ông gỡ cho. Gỡ hả? Ờ. Khổ ghê đó. 300 bạc làm nhiều. Sao bói cái gì kỳ cục quá vậy nè. Thầy. Thầy có cà thẻ không thầy? Chỗ nào đâu cà. Chết ngay vậy hả? Anh Phước. Hả? Có tiền lẻ không? Có xong có. Mấy đồng? 400, 300. Trời đất ơi. Thôi tiền lẻ 300. Cho mượn 300 trả thầy đi rồi mới tôi trả lại cho chứ không có tiền mặt đây. Uy tín quá. Bà chơi cha người ta mượn tiền lẻ mà tiền lẻ 300 tiền lẻ. Trời ơi đâu ra 300 vậy trời. Nè. Đó, dạ thầy lấy đi thầy. Merci. Dạ. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Dạ. Bà chồng khóc. Dạ. Trời ơi sao mặt ông ngầu quá vậy. Trời ơi. Hả? Chị bị đâm thiệt hả? Trời ơi thế bói nó là tôi bị đâm. Trời ơi ghê quá trời. Chị ơi nhớ kỹ cô là chị có bị gặp kẻ thù nào không? Không trời ơi tôi làm gì kẻ thù tôi ở hiền lắm. Tôi không có thù ai mà không ai thù tôi hết á. Chị không thù ai nhiều khi có người thù chị thì sao? Ai thù? Chị hẳn với tôi nè. Trời đất ơi. Hồi nãy tôi đi bóp cổ thì chết luôn á. Sao vậy? Tự nhiên mượn tiền lẻ mượn 300. Trời vừa phải thôi à. Ghê quá chết cha. Tự nhiên thầy bói nói là có một người đàn ông lúc nào ở bên cạnh bên gần lúc nào cũng muốn đâm tôi đằng trước ra đằng sau. Ai? Một người đàn ông sao? Ở gần đâm tôi một người đàn ông ở gần vậy? Tôi biết rồi ai? Anh. Anh đang đâm tôi phải không? Đâm chị hả? Ừ. Đâm chi mất công vậy? Chứ sao? Thù chị lấy súng bắn thì chết thì đâm chi mất công vậy? Ừ, nhưng mà thầy... Chị phải tìm nguyên do tại sao vậy? Tại sao tôi đâu có biết? Mà thầy bói nói vậy mà nếu đúng mà tôi bị đâm thì tôi chết tôi rờ sợ quá. Bây giờ coi một người đàn ông ở bên gần thì có anh hay qua nhà tôi nói nhiều chuyện. Mà tôi thì... Trời đất ơi! Hả? Trời đất ơi! Cái gì vậy? Cái ông này ông đoán đúng quá chị ơi! Trời đất ơi! Cái... Gì có dao rồi cái gì? How to kill a wife? Trời ơi! Nhưng... Làm cách nào để giết vợ? Trời ơi đúng rồi hồi sáng ông chồng tôi ông đặt cuốn sách này. Rồi con dao. Trời anh Phước ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cuốn phim nữa trời ơi. Perfect Murder. Trời ơi. Trời ơi. Trong cái phim này nè, thằng cha này âm mưu giết vợ. Ghê quá. Giết người hoàn hảo. Dạ. Chị coi con có biết gì? Có tiền lẻ không? Trời ơi gì vậy? Mượn 200 thưởng không trả đúng quá rồi. Tôi cắt cổ chị hồi đâm chị đâu. Cái sao vậy? Trời ơi mượn tiền lẻ hoài vậy trời 300 không à. Mà nổi tôi hả? Không có. Vừa phải thôi. Ghê rung quá. Trời tôi mệt quá. Trời, cái gì đây ghê quá. Đây nè, để tôi đọc coi. Những nguyên do khiến đàn ông giết vợ. Thứ nhất, giết vợ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ. Trời đất ơi. Chị có mua bảo hiểm không? Có. Bao nhiêu? 4.500. 4.500 lần hả? Trời ơi mà không lẽ ông giết mình vì 4.500. Không lẽ mạng tôi chỉ có đáng giá 4.500 thôi sao? Mạng chị 4.500 là nó thách đó. Hả? Chị có 200 bà ơi. Trời ơi gì rẻ vậy? 4.500. Sao nữa? Cái gì nghe. Thứ hai, giết vợ vì ghen, vì nghi vợ ngoại tình. Trời ơi. Chị có hay lẳng lơ ngoài không? Không bậy, tôi đàng hoàng đứng đắn lắm. Tôi nghe. Gì? Tôi quen với cái bà hàng bán cơm tấm á. Trời ơi chỉ cười với khách thôi đó. Ông quýnh cho méo miệng luôn à. Trời ơi chồng gì ghê quá vậy. Ghê mà chị có cười với ai không? Có gặp ai tôi cũng cười. Tôi cười với nhân loại. Trời ơi bà cười nhân loại. Trời ơi còn cái sao nữa? Có rồi cái thứ ba. Gì? Giết vợ vì chồng có vợ bé. Rồi vợ bé xúi giết vợ lớn để cướp chồng. Cái này có bộ nghi vậy? Tôi nghi đúng rồi. Cái này nè đúng rồi. Mấy con vợ bé là khốn kiếp. Không. Cái này tôi không đúng gì. Sao?
Ai chứ ông chồng chị tôi thấy không lấy vợ bé đâu. Chứ sao lấy gì? Lấy chồng bé. Bậy quá. Tôi thấy ông này ông hơi dẻo dẻo rồi nè. Không có đâu, đừng làm bậy bạ. Không phải hả? Rồi, còn cái nguyên nhân thứ tư. Nguyên thứ tư nè. Đập trong tôi mờ mắt quá. Chồng giết vợ tại vì vợ mê shopping. Chị có mê shopping không? Không, tôi chút chút thôi à. Là nhiêu tiền? Lương tháng nào vậy hết tháng đó thôi à. Trời ơi, tôi có vợ chị tôi thắt cổ tôi chết quá. Trời ơi, ghê quá. Bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ hai chú canh giùm tôi, ổng về canh giùm tôi đi vô tôi phải chuẩn bị nha. Ghê quá trời ơi, con dao nó đâm. Ê, cất con dao giùm tôi. Trời chết. Tôi không ngờ chồng tôi chạy rồi, ghê quá. Cái gì đâu mà tự nhiên là giết vợ là cầm dao. Cái nhà này nó làm sao vậy trời? Long này anh hiền lắm đó nha. Mà tự nhiên bây giờ nghĩ chịu giết vợ. Bởi vì ở đời nè, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, ghê quá. Dao rồi thì ghê vậy nè. Tôi nguy hiểm quá. Tự nhiên nhà lạnh lùng quá hay trời. Rồi giết vợ, giết con rồi đó, có còn súng gì đâu ở đây không? Tôi tưởng tượng nha. Tôi tưởng tượng tự nhiên mà ai mà chĩa con dao tôi xỉu quá. Cửa gì mà ghê quá. Tưởng tượng ai mà chĩa cho người tôi đó. Cái gì vậy? Không có. Cất giùm tôi mấy con dao này đi. Cất giùm mấy con dao này cho tôi. Ôi sao đi. Tự nhiên. Hả? Chị có. Chị sợ gì chị bị sinh bụng hả? Sinh bụng đâu sinh bụng. Sao tự nhiên đụng cục vậy? Thủ thân, thủ thân. Sao vậy? Nè coi nè đó. Hẹn. Trời ơi. Coi nè cỡ ra kìa giùm. Đó đó coi nè. Nó đâm trước giày đâm sau. Hẹn đó. Chơi liền trời ơi. Tôi thử. Hả? Thử coi nè. Tôi phải vậy gặp chồng như vậy là phải tôi trị rồi chứ. Bây giờ sao? Cất hết cái này nha. Cất giùm tôi đi, cất giùm tôi đi. Ê. Chết cha, ông về. Núp mà chồng. Tôi không có tôi đi không nổi à. Em đi vô đi. Tôi đi không nổi. Đi nổi không? Không nổi. Tôi cắt cổ chị đi nổi không? Đi đi rồi. Đúng đi không nổi. Cắt cổ đi liền à. Em ơi. Đi đâu hết rồi? Trời ơi, cái bà này mà bà đi là đi tới mấy tiếng đồng hồ mới về á. Hello. Long đây. Bình hả? Tao. Mày nhớ là cái con dao mà tao với mày đi mua ở hội chợ Đông Kinh không? Mày cho tao mượn đi. Đúng rồi. Thì con dao tao nó ngắn quá, con dao mày dài đâm mới lủng chứ. Thì mày cho tao mượn đi. Cái gì giờ này mày đi đánh dao đánh kiếm gì? Rồi lát nữa tao qua tao lấy. Ok. Rồi lát tối đánh. Ok. Trời ơi đi đâu mất rồi. Thôi để đi lấy cho rồi đi. Hey, đứng lại. Đứng lại. Anh đứng lại nha. Đứng lại nha. Ủa, em. Đứng im. Anh đứng im nha. Gì vậy? Tại sao nhà có dao mà anh còn đi mượn dao là sao? Thì dao nhà mình nó ngắn quá, anh mượn dao dài hơn chứ làm gì? Dao dài hơn vậy này chưa chịu. Đứng im nha, bây giờ tôi biết rồi, tôi biết âm mưu của anh rồi nha. Anh muốn giết tôi phải không nè, ngon lắm đi. Âm mưu cái gì? Đâm đằng trước đi, đâm đằng sau đi. Trời ơi, em làm gì mà em đeo tùm lum vậy? Nè, anh làm cái gì mà anh qua đây, anh làm xào xáo gia đình tôi bọn dẫn chơi hả? Đừng, đừng. Trời ơi, bọn em thun rồi hả? Không có gì, anh nghe anh âm mưu giết em nha. Em cho anh biết anh gì, cái nguyên nhân gì. Mấy bữa nay là tao hành động anh kỳ cục lắm. Bây giờ nó ngon đắm đi, ngon đắm tôi đi. Nè. Đắm đi. Anh cầm đi. Đắm đi. Làm cái gì vậy? Hả? Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Tôi không ngờ thấy anh hiền vậy mà tự nhiên anh học How to kill a wife. Nghe anh muốn giết vợ anh hả? Rồi, đưa bằng chứng ra cho tôi coi. Bằng chứng rõ ràng nè. May mà con anh Phúc. Nói có sách bách có chứng nè. Đó. Ngon đi. Thì cuốn sách của anh mà. Thì cuốn sách của anh. Anh giết em mà, anh cứ học anh giết thằng này ngon đắm thì đi. Thì làm sao để giết vợ mà? Ghê không? Mà chỉ là vợ anh mà. Hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè em ơi. Chồng tôi mang. Lầm rồi. Chồng tôi mang rồi. Em biết cái gì không? Ở trong hãng anh á, nó có buổi văn nghệ. Nghĩa là cái bữa đó là đóng kịch. Thành ra bây giờ anh coi cái cuốn này á, để viết ra cái kịch bản. Trời ơi. Trời đất ơi, chứ làm gì mà giết em? Trời ơi, thương muốn chết mà còn giết cái gì nữa? Là sao? Có nghĩa là đọc cái này để viết ra kịch bản. Làm văn nghệ trong hãng. Mà em biết không, mấy bữa nay hả? Trời ơi, vậy mà anh Phước này nãy giờ chỗ ông nói tùm lum tà lao, nói nào là ông đưa rồi bị cướp rồi bị giết người rồi tùm lum la, làm em tưởng là anh âm mưu anh giết em. Tại anh Phước này nè, trời tùm bậy tùm bạ nè, có cỡ nào đó đồ đưa đó. Trời ơi, mà mấy bữa nay em biết không, anh á hả là anh kiếm hết cái chỗ nào cũng vậy hết trơn, kiếm không có ra vai chánh. Mấy bữa nay anh suy nghĩ để kiếm vai hả? Trời ơi, vậy giờ có vai chưa? Có rồi. Ai đóng vai chánh vậy? Em. Trời quá sướng. Anh có thấy chưa? Cái chồng tôi thương tôi chưa? Tôi biết chứ. Không có nhiều chuyện làm phá gia càng tao không à. Anh. Ừ. Em đóng vai công chúa hay là tiểu thơ vậy?
Em đóng vai xác chết bị cương ịnh á. Ông này đó, chồng chị thương chị quá, đóng vai xác chết. Trời chứ em đóng vai công chúa mà bị đâm thôi. Kệ, nó có công chúa được rồi. Tụi anh quen biết lắm á. Anh thấy tướng tôi đóng phim được không? Được chứ. Anh á hả, tôi cho anh đóng một cái vai ở trong này là anh biết đóng vai gì không? Vai gì? Bà Tám nhiều chuyện á. Đúng là cái thứ nhiều chuyện. Đơn quá. Ủa, gì nó ông này ai nữa đây? Thầy bói em để em đi. Bói toán nữa. Vì lương tâm nghề nghiệp cho nên tôi trở lại đây tôi nói với bà. Dạ. Yeah. Hồi nãy tôi có coi cho bà là bà sẽ bị người khác đâm. Dạ. Yeah. Tôi lầm, tôi xin lỗi bà. Dạ. Yeah. Trời, lầm hơn quá. Bà mới là người đâm người khác. Tôi. Yeah. Thầy coi bây giờ mới đúng nè. Yeah. Đúng là bói ra ma mà quét nhà ra rác. Yeah. Tôi luôn đâm. Hoa và thời nhà Tống, các phái võ tung hoành trên giang hồ như trăm hoa đua nở. Chính phái hành hiệp cũng lắm, mà bà ngôn tả đạo cũng nhiều. Đáng chú ý hơn cả là phái cổ mộ, mà bí kíp sư phụ truyền lại là phô sách Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, bắt buộc phải có một người nam và một người nữ, cả hai cùng khóa thân ngồi đối diện nhau, áp bàn tay vào nhau, nhưng tâm hồn phải tuyệt đối thanh khiết. Nếu không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, làm điên loạn tâm hồn và thể xác. Đại đệ tử của phái cổ mộ là Lý Mạc Sầu, tâm niệm bất chính, lúc nào cũng muốn dành Ngọc Nữ Tâm Kinh để tập riêng cho mình. Trong khi sư muội là Tiểu Long Nữ, nhớ lời di huấn của sư phụ, quyết không để bộ sách ấy lọt vào tay sư tỷ. Trong thời gian khổ luyện võ công trong khuôn viên cổ mộ, vì hoàn cảnh đẩy đưa, Tiểu Long Nữ nhận một thiếu niên tên Dương Quá làm đệ tử. Ngày ngày thầy trò gần gũi, Dương Quá lớn dần theo thời gian. Hai người đã xóa biên cương tuổi tác, vượt cả tình cảm thầy trò để yêu nhau, mặc dù xã hội thời ấy gắt gao nghiêm cấm. Thời thế đẩy đưa, Tiểu Long Nữ phải giả từ cổ mộ bước chân ra giang hồ. Trên đường hành hiệp, Tiểu Long Nữ và Dương Quá gặp biết bao nhiêu sóng gió thập tử nhất sinh. Một trong những kẻ thù lợi hại là đệ tử đông đảo của phái Toàn Chân. Rồi Tiểu Long Nữ bị trúng độc hoa tình. Hai người phải chia tay nhau để Tiểu Long Nữ đi ẩn cư chữa bệnh. Hẹn sẽ tái ngộ 16 năm sau. Thời gian chậm trôi, hai trái tim cùng thao thức đếm từng ngày chờ đợi. Nhưng rồi buổi tái ngộ cũng đến. Ôi, còn cảnh nào xúc động hơn phút tương phùng sau 16 năm trường đang đẵng. Chim rừng ríu rít ca để chia sẻ, suối ngàn róc rách reo như chúc mừng. Đôi uyên ương nối lại tình xưa trong nắng ấm chan hòa. Mười sáu năm rồi đó nha. Mười sáu năm mà tao quyết tâm chờ chờ đợi đợi cô Long rồi đó hả? Ngày hôm nay
Ngày hôm nay là ta hẹn hò với cô Long Tập tại đây. 16 năm xa cách, 16 năm mà ta không dê em nào hết, chỉ chờ đợi cô Long. Cô Long đẹp tuyệt trần của ta, đẹp mỹ miều của ta. Tới khi đó ta sẽ giang hai cánh tay này. À không, một cánh tay thôi. Một cánh tay mà đậm đà tình nghĩa. Ủa sao giờ này chưa tới? Không lẽ bị kẹt xe? Ui. Mít vẫn. Không lẽ giữa đường quan có cây mít? Cái gì mít? Ta té mà không chịu đổ gì hết trơn, đau đến muốn chết mà. Anh tới lâu chưa? Cái gì vậy? Tôi tới lâu bà kệ tôi, bà té mà kệ bà, tự nhiên kêu tôi đỡ gì vậy? Thôi đi chỗ khác chơi, tôi hẹn với đạo tôi. Dư quá này phải không? Ừ? Sao biết tên ta? Quá Nhi. Vậy? Tiểu Long nữ đây. Cái gì? Cô Long đây Quá Nhi. Ê, 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 ê. Gì vậy? Bà nói lại coi. Bà là Tiểu Long. Bà diễu hay quá ha. Tiểu Long nữ hả? Xin lỗi bà nha, bà là khủng long nữ đó bà, đừng nói giỡn hoài. Quá Nhi. Như vậy? Xa cách mới 16 năm, Quá đã nở thay lòng nửa dạ rồi sao? Ê, sao bà biết ta với lại cô Long xa cách nhau 16 năm? À, thì ra là bà quen bà Lý Mạc Sầu kể cho bà nghe chuyện tình của ta và cô Long phải không hả? Trời ơi, chính ta là Tiểu Long nữ đây. 16 năm trước, ta trúng độc qua tình ở Tuyệt Tình Cốc, nên phải đi ẩn cư biệt tích đó. Cái con mẹ Lý Mạc Sầu quá đáng mà, dám kể chuyện tình giữa ta và cô Long cho bà nghe. Quá Nhi, Tiểu Long nữ đây Quá Nhi. Bây giờ chỉ còn có cách đưa bảo bối ra Quá Nhi mới chịu tin mà thôi. Ê, bảo bối gì? Quá Nhi có biết cái gì là quý nhất của phái cổ mộ không? Là Ngọc Nữ Tâm Kinh đó mà. Không sai, Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc nào ta cũng phải mang theo bên mình, vì sợ sư tỷ của ta là Lý Mặt Sầu cứ mất. Đây, chỉ còn có cách ta đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh ra, Quá Nhi mới chịu tin ta là Tiểu Long nữ mà thôi. Bí quyết giảm cân dành đi cho phụ nữ trên 50 tuổi. Ủa, cái này của ta không phải Ngọc Nữ Tâm Kinh đây. Hey. Trắng. Đỏ mà. Không, đỏ là Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn trắng là cặp giò. Quá Nhi, bây giờ Quá Nhi tin là Tiểu Long nữ chưa? Nè nè nè, bà phải khai cho thiệt nha, bà lượm cái này ở đâu vậy? Trời, bây giờ chỉ còn có cách là ta đưa một chỗ kín nhất của ta cho Quá Nhi tin. Thôi 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 lát ông tiền, lát ông tiền mà ta cần xúc xích cái nào nè 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 nè. Thì ra đây là Tiểu Long nữ thiệt đó hả? Không sai. Trời ơi, Tiểu Long nữ. Quả Nhi, sao 16 năm xa cách sao chịu để đi mập như vậy? Không để ép mà được về sao? 16 năm trong cổ mộ an toàn là cây không đó. Cây gì? Cây sâm ngàn năm đó. Trời đất ơi, sâm ngàn năm ăn vô không đứt da là mai rồi đó hả? Biết vậy ta lấy Lý Mặt Sầu cho rồi. Ê, Lý Mặt Sầu và Cốc Khú Đế mà vẫn chưa có chồng sao? Nó khùng khùng tưởng ai dám lấy hả? Quá Nhi, bây giờ chúng ta có thể đi xây tổ quy nguyên rồi. Đi Quá Nhi. Đi Quá Nhi. Cái tay Quá Nhi đâu rồi? Bộ đuôi sao không thấy? Không thấy. Đi là chém Quá Nhi của cô Long. Quá Nhi nói đi, cô Long chém chết mẹ nó luôn. Ê, không ai chém ta cả. Chứ tại sao? Cô Long biết không? Không. Ừ. Phải rồi, ta phải nói cô Long mới biết hả? Nói đi. Sao bao nhiêu năm xa cách, vì quá thương nhớ cô Long. Một ngày đẹp trời, thương nhớ cô Long không biết làm sao hết, đành kêu trời ơi thôi. Ta giang hai cái tay lên trời kêu trời ơi. Thì ngay lúc đó là một chiếc trực thăng bay ngang cán nát cánh tay của ta. Và từ ta thành đồng thủ đại hiệp đó hả? Đau lòng quá Quá Nhi ơi. Còn cô Long, sao 16 năm xa cách, làm sao mà sống hả? Chuyện rất là dài dòng đó Quá Nhi. Nếu không nhờ Medi-Keo, có lẽ cô Long đã chết từ lâu rồi. Hả? Cô Long được Medi-Keo hả? Để thì đừng có bất công cho ta mà. Ta cũng ta như vậy mình lên cái chục lần chưa giải quyết đó. Mỗi lần đi bác sĩ phải trả tiền cash không luôn đó hả? Tại ta quen lớn đó Quá Nhi. Quen với ai? Social worker. Quá Nhi biết không, một mình ta chữa bệnh rất là cực khổ. Cô Long không được ngủ trên giường, ta phải giăng một sợi dây trên hai gốc cây. Thôi đi bà ơi. Ta ngủ trên sợi dây không vậy đó. Trời. Thôi đi bà ơi, tứ bà vậy ngủ trên dây nào chịu nổi? Dây cáp đó. Cáp gì? Tàu Titanic. Ờ.
Trời ơi. Quá nhiên, rốt cuộc 16 năm xa cách, mình đã gặp lại nhau rồi. Mình có thể luyện ngọc nữ tâm kinh. Luyện ngọc nữ tâm kinh. Mình có thể đối diện nhau. Đối diện nhau. Mình có thể cởi hết áo quần ra để luyện ngọc nữ tâm kinh, để trở thành vô địch thiên hạ. Cởi hết quần áo ra luyện ngọc nữ tâm kinh. Thôi, cô Long à, cô Long có thể nào khỏi cởi quần áo ra mà luyện được không hả? Tại sao? Tại vì cô Long mình cởi ra rồi, ta luyện ta sợ không thành ngọc nữ tâm kinh mà thành ngọc nam thần kinh đó mà. Lý mạc sâu. Hỏi thế gian tình là chi, mà sống chết có nhau. Thiên nam địa bắc song phi nhã, lão thử kỳ hồi hàng thử, quan lạc tuyệt ly biệt khổ, tử trung canh hổ si nhi nữ. Ê cái bà kia. Hả? Bà nói gì tuấn miểu gì trơn vậy bà? Trời ơi, tao nói tao còn không hiểu cái gì ngươi hiểu. Thì phim tàu nó nói sao tao đã y chang cho nó giống mà. Ê ngươi nghe, thím hai cho hỏi thăm thím hai. Ê con mẹ này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ta như vậy mà kêu thím hai sao? Nè con nha đầu kia, đừng có hỗn láo với ta nghe chưa. Đúng là có mắt mà không trồng. Ta như vậy mà kêu nha đầu sao? Im lặng, nghe tao hỏi. Hỏi gì? Nhà ngươi có thấy một cô gái trẻ dễ thương, hiền lành, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới giống như là một con ba vậy đó, đứng tại đây không? Tên gì? Tiểu Long Nữ. Ha, người đẹp đứng trước mắt mà không thấy, ta là Tiểu Long Nữ đây. Hey, đồ tiểu nhân bị ổ vô liêm sỉ. Đừng có nhận bậy nhận bạ nghe chưa. Tiểu Long Nữ nhưng mà già dữ vậy. Ta sư tỷ của Tiểu Long Nữ, ta là Lý Mạc sâu, ta rất là rành Tiểu Long Nữ. Ê, sư tỷ, xa cách mười mấy năm gặp lại không chào hỏi gì hết trơn, đòi đánh liền sao? Chơi thì chơi. Trời ơi, đúng là Tiểu Long Nữ rồi. Con này lúc nào gặp là nó muốn chơi không mà. Ê, cô Long, chơi cô Long, cô Long, để ta. Cô Long. Lý Mạc Sâu, sau 16 năm xa cách, người hãy xem duyên quá đi, võ nghệ cao cường đây. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến sống chết có nhau. Thôi mình đổi chuyến thật đi, đánh chi cho nó mệt. Trời đất ơi, bao nhiêu năm xa cách vẫn khùng như xưa. Dương Hoa hả? Nói nghe nè. Gì? Đừng quýnh lộn chi cho nó mệt nghe. Bây giờ mình đổi đi nghe. Đổi gì? Bây giờ vậy nè ha, mình cho tình cảm đi. Tình cảm làm sao? Cho tình cảm cho nó dễ. Bây giờ bỏ con Tiểu Long Nữ đi nghe. Lấy em đi. Lấy. Rồi sao? Tại vì mình bỏ Tiểu Long Nữ lấy em, xong rồi mình ăn cắp ngọc nữ tông kinh đó, xong mình lên núi mình luyện. Bị gì luyện cái đó là phải cởi đồ. Trời đất ơi, luyện chung với em cởi đồ với em phê hơn với con mẹ già kia chứ bộ. Được không? Là phải đó. Được á, bắt buộc. Được rồi, ta sẽ quyết tâm để được ngọc nữ tâm kinh, để cùng với Lý Mạc Sầu luyện cởi đồ. Cởi đồ xong luyện ngọc nữ tâm kinh. Nhớ chưa? Được rồi, thừa lúc sợ là phải chôn liền nghe chưa. À. Trời đất ơi, thiên nam địa bắc si nhi nữ. Trời chơi liền nghe, chơi liền. Trời đất ơi, hỏi thế gian là chi chi, tình là chi chi. Trời ơi, ta phải đi thôi. Nói này công việc nó khùng thiệt. Mình đỡ hơn nghệ kia. Được rồi, ta quyết tâm lấy ngọc nữ tâm kinh. Cô Lâu. Quá nhiên. Chuyện gì cô Lâu? Quá nhiên của vậy? Em. Quá nhiên. Chuyện gì? Đứng lại. Dù quá, hôm nay là ngày tàn của nhà ngươi rồi. Đạo sĩ thúi kia, các ngươi đừng có vô lễ nha. Quá Nhi, chuyện gì? Quá Nhi nhắm đánh đổi mộ này không? Không để cho cô Long. Một tay không lại, nhưng mà hai tay thì lại. Đúng. Tưởng ngươi cùng tay mà, quá ra ngươi xạo. Không xạo làm sao ăn được tiền tàn tật hả? Cũng nhờ luật sư giỏi. Muốn nhào vô không? Nhào vô. Tưởng bở hả? Cô Long, ra đây. Quá Nhi. Cô Long thấy chưa? Giang hồ hiểm ác, cô Long là phần liễu yếu đào tơ, làm sao mà giữ được ngọc nữ tâm kinh chứ? Đưa cho ta đi, ta giữ cho cha. Không được Quá Nhi, sư phụ trước khi chết có dặn rằng ngọc nữ tâm kinh là vật bất ly thân, lúc nào á cô Long cũng mang theo bên mình, vì sợ hở ra là có đứa lung manh nó chộp liền, nhất là con mẹ Lý Mặt Sầu đó, lúc nào cũng rình để ăn cắp hết đó. Ta biết rồi, nhưng mà giang hồ hiểm ác, còn cô Long thì liễu đào tơ, đưa tôi giữ cho. Không được Quá Nhi, em không dám làm trái lời di huấn của sư phụ đâu. Quá Nhi nè. Chuyện gì? Nhà Quá Nhi ở đâu? Đưa cô Long về tắm gội thay quần áo đi. 16 năm rồi chưa có được tắm đó. 16 năm rồi chưa có tắm. Nhưng mà
Tao làm gì có nhà mà về ở. Thôi không ấy, tao đưa nàng đi mua theo nha. Đi đỡ đi. 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 16 năm chưa tắm. Quán Nhi, hay là mình vô nhà hàng seafood này cho cô Long ăn tô mì đi. 16 năm rồi chưa được ăn mì đó. Ê, cô Long à, mới ăn rồi ăn nữa hả? Nhưng mà cô Long thèm mì quá à. Thôi, được rồi, ta cho cô tội nguyện mà. Qua đây ngồi đi. Ai, ngồi. Chủ quán đâu? Chủ quán. Thôi, thủ tàn tụ lên đây nào. Thủ tàn tụ lên đây đi chủ quán. Sư cô chị à? 这个叫国际，国际，国际，我也是啊，我也是啊，这个国际，国际，几下？关妮，关妮，nó tiếng gì vậy? Tiếng tầm. Tầm gì? Tầm bậy. Nó nói tiếng tầm bả, ta nói tiếng tầm bậy. Chuyện gì? Nói tiếng gì được không? Được. Chuyện gì? Được quá. Nữ người chôn ở đầu, qua là người chôn ở đây à? Sáng này người huynh đệ tử của ta, tối nay không thể tha được. Nhi có 16 năm trời mà võ nghệ quá, Nhi bây giờ quá là cao cường, xứng đáng là đệ nhất cao thủ võ lâm. Có gì đâu mà cao cường hả? Thời buổi này mà còn múa tới múa lui nữa, cắt cục là xong ngay. Uống trà đi, dùng trà để cô Long. Quá Nhi, xa cách quá Nhi 16 năm, bây giờ mới được gần quá Nhi. Cô Long uống không nổi đâu. Hay là bây giờ mình lên phòng đó, mình mướn một cái phòng honeymoon, rồi mình kêu room service đem thức ăn lên cũng được. Đi quá Nhi. Đi. Ê, vậy là ta đã bỏ gói bột nở vào ly nước theo lời của Lý Mạc Sầu rồi đó hả? Tiểu Long Nữ sẽ phì ra thành khủng long nữ. Mình sẽ đoạt được ngọc nữ tâm kinh. Tiểu Long Nữ đây nè. Vô cùng khủng khiếp và đầy kinh dị. Vậy mình phải hy sinh. Không thể chấp nhận được. Bảo trọng. Lý Mạc Sầu. Nhìn hai cái đũa ốm nhôm nhách dài thằng lò xu được là biết Lý Mạc Sầu rồi đó mà. Ớt nào mà ớt chẳng cái. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng hả? Trời ơi, xui cho nào lấy bà này. Lấy bà này là chết với bà rồi hả? Còn hơn là gá đời mình cho khủng long. Quá Nhi. Ê, ăn ớt kìa. Sao mũi? Hỡi thế gian tình lợi chi mà sống chết có nhau. Thiên nam địa bắc sông phi nhạn. Đúng là sao mũi rồi. Ừ. Hơi sao mũi. Ê, bộ đi sửa sắc đẹp dữ lắm hay sao mà giờ đẹp quá vậy? Review chút đỉnh thôi hả? Đây cái thiệt là quá đẹp đi mà. Trời ơi, nhớ ngày nào đó, quá Nhi chê ta nào, đen thùi lùi nè, ôm nhơm, ôm nhách nè, suông đục, rồi xua đuổi ta thậm tệ vậy đó hả? Ê, đừng có nói vậy chứ. Tại vì trước đây Dương Quá đúng là con mắt mà không trồng đó mà. Đúng rồi. Bây giờ ta mới phát hiện được là ốm bây giờ là mô đen đó hả? Ừ. Nhưng mà sao mũi à? Bây giờ chúng mình đi nha. Ta không cần Ngọc Nữ Tâm Kinh nữa rồi. Đi. Khoan đã. Tại sao? Ngọc Nữ Tâm Kinh đâu? À, Ngọc Nữ Tâm Kinh trong kia kìa. Nhưng mà có con khủng long làm sao ta chịu được. Thôi không, đi. Không, ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tại sao cần Ngọc Nữ Tâm Kinh? Ô kìa, Quá Nhi. Bộ Quá Nhi không muốn cởi đồ với ta nữa hay sao vậy?
Cởi đồ đó hả? Cởi đồ ai lại không muốn. Nhưng mà cởi đồ bắt mới với Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đi đi đi. Không, ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tự phóng thôi chứ. Máu bà chằn nổi lên rồi. Nhưng mà bây giờ nhà ngươi muốn sao? Bây giờ ta muốn cởi đồ. Ta muốn cởi đồ. Thì Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn cởi đồ phải có Ngọc Nữ Tâm Kinh hả? Vô lấy lẹ lên. Bây giờ ta phải hy sinh hả? Ừ. Chắc chắn nha. Lẹ lên. Cởi đồ. Cởi đồ. Là phải lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đồ. Chấp nhận hy sinh chứ không bao giờ chịu chết. Thành kính phân ung. Chạy ra nữa. Sao chịu được? Sao? Ráng đi mà. Quá biết vậy? Rồi, biết rồi, biết là ráng rồi. Nhưng mà không thấy gì trên giường ha. Thấy cái gì? Đống mỡ. Biết rồi, nhưng mà quá nhiên ráng chịu đựng cái đống mỡ đó đi. Có muốn cởi đồ với ta hay không? Muốn. Được rồi. Bây giờ nha. Quá nhiên ta nói cái gì quá nhiên làm y chang như vậy. Bởi vì ta nghi là cái Ngọc Nữ Tâm Kinh hắn giấu ở trong người. Lẹ lên. Hứa nha. Có Ngọc Nữ Tâm Kinh thì rồi cởi liền. Rồi động tác thứ nhất, nhào lên nằm cạnh. Lẹ lên nằm cạnh hả? Ừ, lẹ lên cởi nha. Rồi lẹ lên, lẹ lên thì giờ không có. Mất vệ sinh. Có Ngọc Nữ Tâm Kinh không? Không thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chứ thấy cái gì? Dùa heo. Bỏ đi, bỏ đi. Trời ơi. Bỏ không? Không, Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể ở đây nè. Êm quá, êm quá. Lại lên không? Ta đi bây giờ đó. Ôi. Đập ngươi quá. Ê. Đi cởi đi. Cởi hả? Cởi ra liền. Tại sao vậy? Cởi chi? Có Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi thì cởi đi. Khoan khoan đã. Để ta coi lại coi có đúng Ngọc Nữ Tâm Kinh không á. Để coi xuống nè. Trời ơi, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ủa? Sao chữ người cái trơn vậy nè? Sao chữ? Coi lộn rồi. Tiếng tạo là phải coi từ dưới đất coi lên. Coi dưới đất hả? Đất đạo. Hả? Cái sách nè. Vậy hả? Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đi. Phương pháp luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trời ơi, đúng rồi. Cởi đi, cởi đi, cởi đi, cởi đi, cởi ra. Từ từ, để ta coi rồi đã. Người nữ giơ tay lên và tán thật mạnh vào mặt người nam. Đúng rồi hay quá. Còn nam, động tác thứ hai, người nam có quyền bóp đầu ngay lỗ mũi của người nữ.
xưa chứ đi tu rồi sao trời. Làm thử coi, đó. Ừ. Rồi được rồi. Rồi. Động tác thứ ba. Người nữ. Đứng xa người nam. Đưa chân cao lên. Trời ơi, đưa chân cao đã. Rồi. Đưa chân cao lên. Rồi cởi đồ ra. Dạ. À, đau sao? Sao? Đá vô giữa hai chân của người nam một cái bóp. À, mình... gì kỳ vậy? Trời đâu biết. Nó luyện là luyện vậy nè. Rồi cuối cùng người nam. Người nam. Có quyền. Có quyền. Sờ. Hả? Vô chỗ. Hả? Bí huyệt đạo. Hả? Bí huyệt đạo ở đâu? Khoan. Coi kỹ nha. Bí huyệt đạo. Biết rồi. Ngay lỗ tai của người nữ. Hay quá. Trời ơi, Ngọc Nữ Tâm Kinh này quá hay. Trời đất ơi, hay quá, hay quá. Đúng rồi. Ủa? Đúng rồi. Ủa vậy con cái phần cỡ đâu? Hả? Phần cỡ đâu? Trời ơi, quá nhi. Cỡ thì phải từ từ mới cỡ được chứ. Không có, cỡ liền hả? Về hang động mới cỡ được chứ. Giờ đâu vậy? Vậy ha. Để ta nói cho nghe nè. Sao? Bây giờ nhà ngươi đó, cứ việc đi vô trong đây đi. Ủa? Quán Nhi. Ờ, Quán Nhi nè. Trời ơi, con Long ngủ mấy giấc rồi, giờ này Quán Nhi mới vô. À thôi bây giờ ngủ tiếp nha, cụ đi. Kiếm gì vậy? Ủa? Cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh của ta đâu rồi? Ê, tao không có lấy nha. Mất cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi hả? Ờ, tìm coi. Đâu rồi? Đừng khóc, mất rồi kiếm sao mà đừng khóc nha. Ta đâu có khóc. Ủa, chứ làm gì? Ta đang cười. Mất đồ mà cười trời. Để con Lâm nói cho Quán Nhi nghe. Cái cuốn đó là cuốn giả. Hả? Cô Long, cái cuốn đó là cuốn giả. Ừ, mà để cô Lâm nói cho Quán Nhi nghe rồi nha. Cái cuốn đó đó, ai mà lấy được đó nha. Mà tập á, là sẽ bị điên tửng, bị tẩu quả nhập ma luôn. Gì? Ừ. Ai mà tập cuốn giả đó sẽ bị điên tửng, tẩu quả nhập ma. Trời ơi, cô Lâm. Vậy còn cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh thiệt bỏ đâu vậy? Trời ơi, ta có một chỗ bí mật khác rồi. Cái gì hả? Vậy đi. Thôi, bây giờ giờ ta với ngươi ngủ đi rồi sáng mai đi lấy. Lý bạn sầu. Hả? Cô bà đang làm gì quá Nhi? Hỏi thế gian, tình là chi mà sống chết có nhau. Thiên nam lại bắt sông phi nhã, hải thử hàm ngồi, hào thử. Ngọc Nữ Tâm Kinh, trời ơi, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, cởi đồ ra. Mà nam, bóp, mũi nữ, ta chịu đâu có thấu, ta điên. Rồi trời ơi, cởi đồ ra. Luyện, nam, rò, lỗ tai nữ. Trời đất ơi, ta chịu đâu có nổi, ta điên. Bây giờ làm sao? Thấy chưa Quán Nhi? Ờ. Không, ta nói với ngươi rồi, ai mà tập được cái cuốn đó là sẽ bị điên. Bị tẩu quả nhập ma như bả đó, thấy không? Ừ, ghê vậy. Ta bị điên trong vườn hoa tình ái chứ bộ. Trời ơi, vậy thôi bây giờ ta với ngươi đi lấy cuốn thiệt xong cởi quần áo ra rồi tập nha. Cái gì? Cô Long cởi quần áo ra. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ừ. Ta chẳng thà lấy bà điên chứ không lấy khủng long đâu. Ôi trời ơi, vậy là ngươi không chịu hả? Vậy thôi để ta tự cởi ra. Ê, đừng.